Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 30. Huyết Phong Hoa ánh mắt lạnh như băng, thằng nhóc, người cướp đoạt tài nguyên, nhất định chính là chọc nhiều người giận. Chúng ta Huyết Minh người giết ngươi, có lỗi gì? Nhiều người giận, ha ha, người Huyết Minh lại là thứ gì? Ta không chỉ muốn chọc nhiều người giận, ta còn muốn để cho các người toàn bộ quỳ xuống. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đổi được lạnh như băng. Giết! Một tiếng thét dài, Diệp Thần bỗng nhiên giết ra. Đại nhân, thằng nhóc này khùng như vậy ngông, ta tới lãnh giáo mấy phần. Khoảng cách Diệp Thần người gần nhất Huyết Minh đệ tử, bước ra một bước, trên cổ hồng môn xăm lóe lên tia sáng chói mắt. Cái này Huyết Minh đệ tử thực lực tại thần du cảnh tầng 6. Không tính là quá yếu. Hắn trường kiếm trong tay bùng nổ ý định giết người, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Nhưng là hắn hồn nhiên không biết. Ở Diệp Thần chân nguyên cảnh tầng 3 thời điểm, là có thể chém chết thần du cảnh tầng 6 cường giả. Mà bây giờ hắn bước vào tầng 8. Người này làm sao ngăn trở? Bành! Diệp Thần không nhúc nhích kiếm. Trực tiếp một trưởng vỗ ra. Một trưởng này là Trần Thiên Lê Phần Thiên Chi Nộ. Hắn bây giờ vẫy tay liền trực tiếp có thể đem Phần Thiên Chi Nộ phát huy đến trình độ cao nhất. Một hồi nặng nề tiếng nổ chính giữa, cái này Huyết Minh đệ tử. Thậm chí không kịp phát ra một tiếng hét thảm, không kịp làm ra một chút phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn mình ngực, tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Diệp Thần một trưởng, giờ phút này lại trực tiếp xuyên thấu ngực hắn, đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí liền thần hồn cũng hoàn toàn bị nổ. Chết! Không để ý tới vậy mặt đầy hoảng sợ, thần sắc dần dần ảm đạm Huyết Minh đệ tử, Diệp Thần hừ lạnh nói. Oanh! Một cổ chân khí lấy Diệp Thần bàn tay làm trung tâm, nổ tung. Vậy năng lượng bàng bạc, xông vào đến cái này Huyết Minh đệ tử quanh thân, đảo mắt bây giờ, đem hắn sức sống hoàn toàn đoạn tuyệt. Phịch! Cho đến cái này Huyết Minh đệ tử ầm ầm ngã xuống đất, ngưng hồn đài một phiến tĩnh mịch. Cái này mẹ hắn liền chết. Làm sao làm được, ta không thấy rõ thằng nhóc kia như thế nào xuất thủ. Mơ hồ bây giờ phảng phất có một đạo hỏa diễm sinh ra. Đối phương liền vũ khí cũng không có đụng tới, ta làm sao cảm giác so với kia Kỷ gia tiểu thư còn bá đạo. Thằng nhóc này cái này 3 ngày rốt cuộc bước vào cảnh giới gì? Chân nguyên cảnh 3 tầng, ước chừng 3 ngày, dù là có ngưng hồn đài, cũng không khả năng bước vào một cái cảnh giới lớn à. Ở Côn Lôn hư cũng không khả năng à. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao, tên gì? Diệp tiên sinh, Côn Lôn hư cái nào họ Diệp như thế khủng bố. Ước chừng qua một lúc lâu, gió lạnh chính giữa, phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người không khỏi được dùng mình một cái, sắc mặt hoảng sợ. Diệp Thần cái này ra tay một cái, liền để cho nơi có người cảm giác liền sợ hãi. Không thấy rõ như thế nào ra tay, chính là trong nháy mắt giết một cái thần du cảnh người tu luyện. Cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Không để ý đến chung quanh vậy bắn tới từng đạo hoảng sợ ánh mắt, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Huyết Minh thần du cảnh tầng 6 người tu luyện. Hôm nay ở Diệp Thần trong mắt nhỏ như con kiến hôi. Đây cũng là luân hồi mộ địa công lao lớn nhất. Hắn tu luyện so người bất kỳ đều phải vững chắc. Huống chi mỗi một vị đại năng biến mất, liền có một bộ phận lực lượng hội tụ đến hắn thân thể bên trong. Cơ hồ mỗi lần cũng có thể làm cho hắn vượt qua 2 cảnh giới. Lần này ngưng hồn đài, càng làm cho luân hồi mộ địa xảy ra biến hóa lớn. Chỉ bất quá bởi vì chuyện của ngoại giới, hắn không có tốn thời gian đi cảm thụ. Cùng xử lý xong ngưng hồn đài chuyện, sẽ ra tay cũng không gấp. Người tựa hồ cũng muốn chịu chết. Diệp Thần quay đầu, hướng cách đó không xa, một cái từ từ đến gần mình sắc mặt tái nhợt Huyết Minh đệ tử nhìn. Mặt không cảm giác nói. Một phen, giống như tử thần thẩm phán, để cho người dùng mình xảy ra. Thằng nhóc, người có thể biết đắc tội Huyết Minh là tội gì? Ngưng hồn đài nhiều người nhìn như vậy, người nếu như động thủ nữa, Huyết Minh tất nhiên sẽ đối với người điên cuồng đuổi giết. Tựa hồ bị to lớn kích thích, cái đó đến gần Diệp Thần Huyết Minh đệ tử, điên cuồng. Cực hạn khủng bố dưới, hoặc là tan vỡ, hoặc là điên cuồng. Cái này Huyết Minh đệ tử điên cuồng, ở Diệp Thần dự liệu chính giữa. Nhìn người nam này tử, quanh thân khí thế bùng nổ, sắc mặt dữ tợn,
Diệp Thần khinh thường lên tiếng. Huyết Minh, ta thật đúng là chưa sợ qua. Đắc tội mà đắc tội với. Nhớ, ta tên gọi Diệp Thí Thiên. Bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thí Thiên gặp một lần người Huyết Minh, liền giết một cái. Thẳng đến giết hết Huyết Minh chúng sanh. Đem Huyết Minh tiêu diệt ở Côn Lôn hư bên trong. Lời nói lạnh như băng vang khắp. Để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dĩ nhiên Diệp Thí Thiên danh tự này là Diệp Thần tùy tiện lấy, cảm giác ngược lại có chút thô bạo, liền tạm thời dùng. Hắn bây giờ dịch dung, tự nhiên sẽ không bại lộ Diệp Thần thân phận, nếu không đối với kinh thành Diệp gia cùng với Hoa Hạ đều là uy hiếp. Từ nay về sau, sẽ để cho Diệp Thí Thiên truyền thuyết truyền lưu tại Dịch Bảo Các. Toàn bộ ngưng hồn đài quanh quẩn Diệp Thần thanh âm. Giờ khắc này, yên tĩnh đến trình độ cao nhất. Tất cả mọi người tại chỗ hồi nào nghe qua như vậy lời lừa dối. Cái này hay là từ một cái ba ngày trước bất quá là chân nguyên cảnh tiểu tử trong miệng nói ra. Chân nguyên cảnh khiêu chiến toàn bộ Huyết Minh. Nếu như bị Côn Lôn hư những người đó nghe được tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng, lại là nói một câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng là giờ khắc này, ngưng hồn đài phần lớn người lại có chút tin. Bởi vì Diệp Thần bùng nổ thực lực để cho bọn họ tin. Yên tĩnh sau đó, một phiến xôn xao. Nguyên lai người này kêu Diệp Thí Thiên, Côn Lôn hư có cường giả loại này sao? Thí Thiên, người này cả ngày cũng dám thích giết chóc, làm sao không dám động Huyết Minh? Diệp Thí Thiên danh tự này cũng quá ngang ngược đi, hơn nữa tiểu tử này thiên phú nghịch thiên, chỉ cần không chết hiểu, trong 10 năm tất nhiên rung động Côn Lôn hư. Có thể cùng cái này Diệp Thí Thiên thiên phú coi như nhau phỏng đoán chỉ có Kỷ Gia vị kia Kỷ Tư Thanh. Tất cả mọi người nhớ thật kỹ người thanh niên kia dáng vẻ. Lại là đem Diệp Thí Thiên cái này ba chữ bó ở đáy lòng. Bất kể như thế nào, bọn họ cùng với thế lực sau lưng muôn ngàn lần không thể đắc tội. Mà giờ khắc này, duy nhất biết Diệp Thần thân phận Thẩm Thạch Khê diễn cảm cổ quái đến mức tận cùng. Diệp Thí Thiên, sư tôn thật đúng là dám lấy, cả ngày cũng không tha cho hắn, Côn Lôn hư lại coi là cái gì. Nếu như hôm nay sư tôn trở lui toàn thân, sợ rằng phải không được bao lâu Côn Lôn hư các ngõ ngách cũng biết vang khắp Diệp Thí Thiên tên chữ. Đáng giận nhất là hẳn là Huyết Minh, bọn họ khẳng định không nghĩ tới Diệp Thí Thiên và Diệp Thần lại là cùng một người. Vậy rơi vào điên cuồng Huyết Minh đệ tử nghe bên tai thanh âm, sau đó nhìn một cái Huyết Phong Hoa. Huyết Phong Hoa hướng hắn gật đầu một cái, hắn không do dự nữa, xông ra ngoài. Huyết Phong Hoa không gấp trước ra tay, hắn liền là muốn mượn Huyết Minh đệ tử thăm dò Diệp Thí Thiên lai lịch. Tốt nhất lấy xa luân chiến để cho Diệp Thí Thiên mệt mỏi không dứt, đến lúc đó hắn sẽ ra tay, tuyệt đối chân áp. Mặc dù loại thủ đoạn này có chút nhỏ người, nhưng là đối mặt không biết sâu cạn Diệp Thí Thiên mà nói, loại phương pháp này nhất là bảo hiểm. Thật muốn tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Nhìn vậy điên cuồng Huyết Minh đệ tử, Diệp Thần một tiếng quát lạnh. Thân hình hướng phía trước cướp ra. Rầm rầm, vạch ra một hàng hư ảnh, Diệp Thần tốc độ như lôi điện vạch qua thương khung. Gục xuống cho ta. Một quyền trực tiếp đánh ra, cường đại đợt khí nổ tung. Oanh! Sấm nổ ầm, quyền gió gầm thét. Phịch. Bất quá chỉ là chớp mắt bây giờ Diệp Thần một quyền này đánh vào Huyết Minh đệ tử ngăn cản mà đến trên song trường. Ken két ca. Nhất thời thanh âm thanh thúy nổ tung. À không, vậy Huyết Minh đệ tử nhất thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Chỉ gặp giao phong trong nháy mắt, Diệp Thần như dễ như bớn, thế không thể đỡ. Một quyền thế như trẻ tre, Huyết Minh đệ tử hai cánh tay, trực tiếp bị đánh được nổ tung. Máu thịt hoành bay, xương trắng nghiền. Nhưng là, đây không phải là kết thúc. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Diệp Thần một quyền này uy lực còn lại cuộn sạch xuống, hoàn toàn vỡ vụn Huyết Minh đệ tử hai cánh tay sau đó, lực lượng cuối cùng hung hãn đập rơi vào Huyết Minh đệ tử trên mình. Phịch! Một tiếng rên tiếng chính giữa, Huyết Minh đệ tử tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Thân hình hắn như đạn đại bác, hướng phía sau bay rớt ra ngoài, trên không trung, chính là đã khí cơ đoạn tuyệt. Diệp Thần một kích này, từ ngoài vào trong, trực tiếp phá hủy Huyết Minh đệ tử quanh thân tạng phủ. Hô! Ở gió lạnh chính giữa, tất cả mọi người lại là hoảng sợ thấy, cái này bị đánh bay ra ngoài Huyết Minh đệ tử, lại trực tiếp bay ra ngưng hồn đài,
hướng mấy chục mét dưới mặt đất rơi xuống đi. Tựa như bây giờ, mọi người nghe được vậy chói tai rơi xuống đất tiếng, tựa như bây giờ, mọi người nghe được để cho người rợn cả tóc gáy xương cốt nghiền tiếng. Bất quá là mấy hơi thở bây giờ, hai cái chiêu thức, Diệp Thần Tiếp liền chấn giết Huyết Minh hai người. Cộng thêm ngày đó Kỷ Gia tiểu thư chấn giết một người, Huyết Minh lần này tiến vào ngưng hồn đài mấy cái cường giả, cơ hồ toàn quân tiêu diệt, không ai sống sót. Trừ Huyết Phong Hoa. Đối mặt như vậy cục diện, tại chỗ còn dư lại những người tu luyện kia, chố mắt nhìn nhau, thần sắc kinh hãi. Đây chính là Diệp Thí Thiên bây giờ thực lực. Thần du cảnh đỉnh cấp cũng không nhất định có thể ngăn cản à. Chẳng lẽ tên này thật từ chân nguyên cảnh bước vào đến thần du cảnh? Cũng hoặc là siêu phàm cảnh. Lần này Huyết Minh thật sự là tổn thất thảm trọng à. Phải biết có thể leo lên ngưng hồn đài người tu luyện, cái nào không phải tông môn điểm chính đào tạo đối tượng. Ngay cả là Huyết Minh, cũng không ngoại lệ. Ở mấy cái này rơi xuống cường giả trên mình, Huyết Minh rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên. Nhưng mà, chính là như vậy mấy cái tiền đồ vô lượng, bị ký thác kỳ vọng rất lớn đệ tử, bây giờ nhưng là toàn bộ bỏ mạng. Chỉ sợ là Huyết Minh cũng không cách nào chịu đựng như vậy kết quả. Nhìn Diệp Thần, càng nhiều người, thần sắc đổi được kinh hãi đứng lên. Còn có một cái. Chỉ tiếc, Diệp Thần nơi nào sẽ để ý tới người ngoài ánh mắt và tầm mắt. Tiếp liền chấn giết hai người sau đó, Diệp Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn. Còn có một người chưa từng giải quyết. Huyết Phong Hoa, đây mới là nhất tồn tại nguy hiểm. Mới là Diệp Thần quan tâm nhất người. Người này quan hệ đến phụ thân tung tích. Bất kể như thế nào, nhất định phải bắt lại. Không tốt, Huyết Phong Hoa muốn chạy trốn. Huyết Phong Hoa trốn. Xem ra, Huyết Phong Hoa sợ. Mà ở Diệp Thần quay đầu nhìn thời điểm, đã chú ý tới Huyết Phong Hoa mọi người, nhưng là kinh hô lên. Nguyên lai, không biết lúc nào, Huyết Phong Hoa lại đã sớm hướng ngưng hồn đài dưới chạy như điên. Hiển nhiên, ở biết Diệp Thần như thực lực này ngay tức thì, Huyết Phong Hoa chính là ý thức được nguy hiểm. Cho dù hắn thực lực cường đại, nhưng là, Diệp Thần bên người còn có Kỷ Gia tiểu thư cùng với khác một vị cường giả à. Ba người nếu như hợp lực đối phó hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn phải chạy. Thừa dịp Diệp Thần phân thần thời điểm, Huyết Phong Hoa đã thân hình cấp tốc lóe lên, hướng ngưng hồn đài dưới lao đi. Huyết Phong Hoa chạy. Một màn này xem ở trong mắt tất cả mọi người, để cho ngưng hồn trên đài mọi người ánh mắt đổi được quái dị và phức tạp. Phải biết, trước lúc này, Huyết Phong Hoa như vậy một người, là bực nào uy phong, bực nào mạnh mẽ. Hắn có bực nào tôn nghiêm. Nhưng mà, bây giờ ở Diệp Thần trước mặt, Huyết Phong Hoa nhưng là chật vật chạy trốn. Hắn từ bỏ tôn nghiêm, buông tha tất cả. Hắn chỉ muốn sống, thậm chí liền cùng Diệp Thần giao thủ dũng khí cũng không có. Cái này làm cho người nhìn không khỏi được trong lòng phát rét. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cho Huyết Phong Hoa để lại bao kinh khủng ấn tượng à. Mấu chốt tất cả mọi người đều không biết Diệp Thần ba ngày thời gian bước vào đến cái gì tu vi à. Đối với không biết tất nhiên sợ hãi. Hừ, chó chết chủ, vậy muốn chạy trốn. Mắt thấy Huyết Phong Hoa thân hình hướng ngưng hồn đài dưới chạy trốn, Diệp Thần trong mắt sắc bén bạo tránh. Không thể để cho Huyết Phong Hoa chạy khỏi. Nếu để cho hắn rời đi cái này ngưng hồn đài, còn muốn bắt Huyết Phong Hoa nhưng là khó lại càng khó hơn. Muốn tìm phụ thân hơn nữa phiền toái. Hắn tới nơi này, mục đích chủ yếu nhất chính là Huyết Minh. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần thần sắc biến đổi, thân hình như sao rơi cướp ra. Thương Long Huyễn Thân Quyết. Bởi vì cảnh giới mạnh mẽ, giờ khắc này Diệp Thần tựa như chân đạp Thương Long. Diệp Thần thân hình lại là hóa thành hư ảnh. Huyết Phong Hoa, cho ta lưu lại. Giờ khắc này Diệp Thần, như theo đuổi ngôi sao đuổi tháng, đảo mắt bây giờ, đuổi kịp khoảng cách Huyết Phong Hoa cách đó không xa. Rào rào. Ánh sáng bung ra, Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra một chuôi mới vừa đánh tới linh kiếm. Trực tiếp hướng phía trước càn quét ra. Chấn hồn kiếm và trảm long kiếm cũng không thích hợp ra tay. Bởi vì bây giờ thân phận của hắn là Diệp Thí Thiên, mà không phải là Diệp Thần. Rầm rầm. Đúng sự thật thế chấp vậy kiếm khí ngưng tụ, xuyên phá không khí, chạy thẳng tới Huyết Phong Hoa sau lưng đi. Khốn kiếp.
cảm thụ sau lưng truyền tới thấu xương kia dùng mình, biết Diệp Thần đã ra chiêu, chạy trốn chính giữa Huyết Phong Hoa cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm. Chật vật à, sỉ nhục à. Hắn Huyết Phong Hoa chưa từng như vậy mất mặt. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, hắn Huyết Phong Hoa chính là bị Huyết Minh toàn lực đào tạo. Hắn vẫn luôn là bạn cùng lứa tuổi chính giữa người xuất sắc. Cả đời vinh quang, được ngửa mặt trông lên. Nhưng là, hôm nay, cái này lại là thế nào? Bây giờ lại lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Mấu chốt vẫn là một cái chân nguyên cảnh tiểu tử làm hại. Diệp Thí Thiên. Hết thảy các thứ này đều là Diệp Thí Thiên. Hôm nay, ta phải rời đi. Chỉ có mời Trịnh trưởng lão ra tay mới có thể trấn áp người này. So với Hoa Hạ Diệp Thần, Diệp Thí Thiên đáng sợ hơn. Ánh mắt phát tàn nhẫn, Huyết Phong Hoa hung hãn hừ nói. Cút ngay cho ta. Cổ tay run một cái, một đạo hàn quang thoáng qua, chỉ gặp Huyết Phong Hoa nhưng là cũng không quay đầu lại ném ra một quả phù văn. Oanh! Phù văn nổ tung, hóa là một đạo thực chất vậy kết giới, chắn Diệp Thần linh kiếm trước. Ngay tức thì tiếng va chạm nổ tung, đợt khí hướng bốn phía cuộn sạch đi ra ngoài, Diệp Thần kiếm, đột nhiên dừng một chút. Cái này là một quả cường đại phù văn bên trong, mơ hồ thét dài thú hồn, long trời lở đất. Đây là Huyết Phong Hoa bảo toàn tánh mạng một trong thủ đoạn. Hắn không có lựa chọn. Cái này Diệp Thí Thiên cho hắn rung động thật lớn và sợ hãi. Hắn phải đem hết thảy nói cho Trịnh trưởng lão hoặc là minh chủ. Chém chết Hoa Hạ Diệp Thần có thể theo sau. Nhưng là cái này Diệp Thí Thiên phải chết. Nếu không tuyệt đối uy hiếp toàn bộ Huyết Minh. Bực này thiên phú và tốc độ đột phá, trong vòng 5 năm, Diệp Thí Thiên thật cùng hắn tên chữ như nhau, thì hết sức trời. Huyết Minh lại coi là cái gì? Ở cực mạnh nguy cơ dưới, Huyết Phong Hoa bảo vệ tánh mạng phù văn hoàn toàn tách thả ra. Ở hắn trong mắt, Diệp Thí Thiên không nhất định là hắn đối thủ, nhưng là nơi đây tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn phải lập tức rời đi. Phù văn lực lượng phun trào đến Huyết Phong Hoa hai chân bây giờ, mắt xem Diệp Thần muốn đuổi kịp tới, hắn nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Diệp Thần trong mắt lóe lên sắc bén, hắn tự nhiên sẽ không để cho Huyết Phong Hoa rời đi. Người này quan hệ đến mình có thể hay không tiến vào Huyết Minh. Lại là chuyến này mục đích chủ yếu nhất. Mắt thấy không cách nào kịp thời đuổi kịp Huyết Phong Hoa thời điểm, đột nhiên một hồi nhọn tiếng xé gió nhưng là đã nổ tung, mơ hồ đi đôi với từng trận tiếng kinh hô. Một cổ trích nhiệt đợt khí, tựa như ngay tức thì ùn ùn kéo đến, cháy thiên địa. Quay đầu nhìn, ngưng hồn trên đài, Kỷ Gia tiểu thư tay cầm trường cung, sắc mặt lạnh lùng. Lau một cái hồng quang, như sao rơi xuyên thấu thiên địa, chạy thẳng tới Huyết Phong Hoa sau lưng đi. Kỷ Gia tiểu thư ra tay. Mới vừa rồi Diệp Thần trấn giết người Huyết Minh, Kỷ Gia tiểu thư là duy trì trầm mặc. Nàng ban đầu chỉ bất quá đối với Diệp Thần vật trên người cảm thấy hứng thú. Nhưng là chứng kiến Diệp Thần mới vừa rồi đột phá, nàng đối với người này cảm thấy hứng thú hơn. Thậm chí không tiếc đắc tội Huyết Minh, Kỷ Gia cũng phải lôi kéo người này. Vậy mang lửa cháy bừng bừng vậy mũi tên xông ra, uy nghiêm vô biên. Tựa hồ nhận ra được sau lưng truyền tới nguy hiểm, Huyết Phong Hoa thân hình dừng lại, quay đầu nhìn, nhìn vậy một đạo cấp tốc cướp được ánh lửa, Huyết Phong Hoa phát ra tuyệt vọng gầm thét. Quả nhiên, Kỷ Gia vẫn là ra tay. Hắn không có cách nào tiếp tục rời đi, chỉ có thể thân thể hướng một bên đi. Đồng thời trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, Huyết Minh khí tức cường đại phun trào. Tại chỗ bổ ra mũi tên kia. Rắc rắc, một tiếng, lửa cháy bừng bừng tại chỗ chặt đứt. Mà Huyết Phong Hoa cũng là lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy tức giận. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã rơi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần sắc băng hàn. Ngươi không thể đi, cho một mình ngươi lựa chọn, phế bỏ tu vi, ta không giết ngươi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang khắp. Hắn hẳn là trong thiên hạ cái đầu tiên dám dùng chân nguyên cảnh uy hiếp Huyết Phong Hoa tồn tại. Huyết Phong Hoa biết không có thể đi nữa, Kỷ Gia tiểu thư cung tên gắt gao nhắm ngay mình, một khi hắn sẽ rời đi, hậu quả tuyệt đối phiền toái. Dưới mắt, chỉ có đem điều này kêu Diệp Thí Thiên người đàn ông chém chết. Hắn mới có cơ hội rời đi. Nghĩ rõ ràng hết thảy,
Huyết Phong Hoa sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần, tức giận nói, ta bỏ mặc ngươi là Diệp Thí Thiên vẫn là cái gì Diệp Phá Thiên, ngươi ở ngưng hồn đài giết ta huyết minh nhiều cường giả như vậy, ngươi có thể biết hậu quả. Ta không ngại nói cho ngươi, nơi đây mặc dù là hoa hạ địa giới, khoảng cách Côn Lôn Hư còn có chút khoảng cách, nhưng là ta huyết minh Trịnh trưởng lão không sai biệt lắm hẳn tiến vào hoa hạ, hắn thực lực đủ để nghiền ép ngươi. Ngươi như còn dám càn rỡ, huyết minh tức giận không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hắn giọng rất là uy nghiêm. Đây là huyết minh cho hắn sức. Chung quanh thế lực khắp nơi cũng là gật đầu một cái. Có vài người nghe tới Trịnh trưởng lão cái này ba chữ, diễn cảm hiển nhiên có chút sợ hãi. Huyết minh chỉ có một Trịnh trưởng lão. Mặc dù chỉ là trưởng lão, nhưng là quả quyết sát phạt tồn tại. Lời đồn đãi, chết ở Trịnh trưởng lão trên tay người tu luyện, không có 100.000 cũng có 10.000. Càng bị Côn Lôn Hư xưng vị huyết minh đồ tể. Người này người sợ hãi đồ tể lại có thể cũng phải tới hoa hạ. Ngưng hồn trên đài người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có vài người thậm chí đối với Diệp Thần có chút đồng tình đứng lên. Cái này Diệp Thí Thiên hẳn không dám động thủ nữa, Trịnh trưởng lão có thể sợ chúng ta là lãnh giáo qua. Năm đó một cái tay trấn áp mười mấy vị siêu phàm cảnh cường giả. Ở Côn Lôn Hư vậy coi là có nhất định quyền phát biểu à. Diệp Thí Thiên mặc dù rất là cuồng ngông, nhưng là đúng mực chắc có. Liền tại tất cả người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần lên tiếng, ta nói, ta muốn tàn sát huyết minh, đừng nói ngươi, coi như Trịnh trưởng lão thật tới chỗ này, cũng phải chết. T. Nghe được Diệp Thần như vậy lời lừa dối, những người tu luyện kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên này sợ là cái người điên đi. Tàn sát huyết minh, liền Trịnh trưởng lão cũng không buông tha. Nhất định chính là không biết sống chết. Miệng ra cuồng ngôn. Diệp Thần mà nói, tựa hồ hung hãn kích thích Huyết Phong Hoa. Diệp Thí Thiên, thật lấy là lão tử sợ ngươi sao? Giết mấy cái người huyết minh, thật lấy là con mẹ nó mình có thể Thí Thiên. Lão tử ngày hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là một núi nhanh hơn một núi cao. Một tiếng thét dài, Huyết Phong Hoa thân hình bắn ra. Hô! Cùng lúc đó, một cổ gió lớn đột nhiên cuốn lên. Hóa thành hư ảnh Huyết Phong Hoa, quanh thân khí thế tăng vọt, trường bào cuồng vũ. Vậy bàng bạc như núi khí thế, hướng toàn bộ ngưng hồn dưới đài lan đi. Huyết Phong Hoa dẫn đầu xuất thủ. Hắn không giữ lại chút nào cho thấy mình tất cả thực lực. Hắn phải lấy như vậy thực lực, đem Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép. Không cho Diệp Thần một tia một hào cơ hội. Thật là mạnh mẽ, Huyết Phong Hoa lại đạt tới tầng thứ này. Hắn có thực lực này tại sao phải chạy? Hoàn toàn có thể đối phó Diệp Thí Thiên à? Hắn sợ hãi chỉ sợ không phải Diệp Thí Thiên, mà là Diệp Thí Thiên bên cạnh ông cụ kia cùng với xuất thủ Kỷ Gia tiểu thư. Cái này ba người cùng nhau làm khó dễ, hắn bây giờ một người hẳn không ngăn cản được. Có người con ngươi hơi chăm chú, phân tích nói. Thì ra là như vậy. Chẳng qua là vậy Diệp Thí Thiên mới từ chân nguyên cảnh đột phá, hơi thở còn không ổn, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy Diệp Thí Thiên cũng không phải hiền lành, có trò hay để nhìn, bất quá, hai người đều rời đi ngưng hồn đài, ở chỗ này động thủ, Dịch Bảo Các có thể hay không nhúng tay. Cảm nhận được vậy một cổ khoách tán ra khí thế, bên trong sân tất cả mọi người, đồng loạt đổ hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt. Diệp Thí Thiên, nguy hiểm. Nếu như nói, giờ phút này thấy Huyết Phong Hoa bày ra thực lực, ngưng hồn dưới đài phần lớn người đều là hưng phấn nói, như vậy, Thẩm Thạch Khê và Kỷ Gia tiểu thư tâm tình không thể nghi ngờ là nặng nề. Diệp Thần mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng là chung quy là vừa đột phá. Cái này Huyết Phong Hoa cũng không phải là những cái kia huyết minh cường giả có thể coi như nhau. Bọn họ nhìn Diệp Thần, tràn đầy lo lắng ánh mắt. Diệp Thí Thiên, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Ta cũng không tin, ngươi có thể từ chân nguyên cảnh liền bước hai cái đại cảnh giới, đến siêu phàm cảnh. Khí thế tăng vọt đến cực điểm, hướng Diệp Thần nhào tới, nghe được ngưng hồn dưới đài bên trong truyền tới xôn xao tiếng, Huyết Phong Hoa sắc mặt dữ tợn. Bây giờ, ta muốn cho ngươi liền vốn lẫn lời, đem huyết minh sỉ nhục, trả lại cho ngươi. Như vậy thực lực, để cho Huyết Phong Hoa có kiêu ngạo vốn. À, ngươi như thế tự tin có thể đem ta nghiền ép.
không để ý đến ngưng hồn trên đài hạ sôi trào đám người, lạnh lùng nhìn đánh tới huyết phong hoa, Diệp Thần híp mắt lại. Như vậy tình huống, Diệp Thần chính là dự liệu được. Cho nên, lúc này Diệp Thần không thể nào quá mức rung động. Thậm chí, Diệp Thần trong lòng, có vẻ kích động. Liền để cho ta xem, người có bao nhiêu thực lực. Đột nhiên, ở huyết phong hoa giết tới trước mặt đang lúc mọi người tiếng kinh hô chính giữa, Diệp Thần một bước ngang qua ra. Thương Long Huyễn Thân Quyết. Một tiếng thét dài, Diệp Thần thân hình tựa như vô căn cứ tử tại chỗ biến mất. Động Nhược Lôi Đình. Một cái chớp mắt bây giờ, Diệp Thần tốc độ chính là sắp tới một cái trình độ kinh khủng. Thậm chí không các loại người kịp phản ứng, huyết phong hoa trên mặt cười gằn, đã động lại. Không tốt. Nhất kích rơi vào khoảng không, Diệp Thần tốc độ, vượt ra khỏi huyết phong hoa tưởng tượng. Trong lòng hoảng sợ, một tơ cảm giác bất an tràn ngập mở ra, một cổ hàn ý lạnh như băng, từ cột xương sống bay lên. Lui. Một tiếng giống giận, huyết phong hoa cưỡng ép ngừng thân hình, hướng bên cạnh đột nhiên lao đi. Chạy đi đâu? Mắt thấy huyết phong hoa nhận ra được không ổn, muốn né tránh, Diệp Thần phát ra một tiếng quát lên. Không biết lúc nào, hắn đã xuất hiện ở huyết phong hoa sau lưng. Thiếp sơn kháo. Không có sử dụng cái khác chiêu thức. Đánh cận chiến, một chiêu này thiếp sơn kháo, là Diệp Thần lựa chọn thứ nhất. Côn Lôn hư cường giả đã sớm thói quen dùng đao kiếm chiến đấu, đối mặt loại này hoa hạ đơn giản thô bạo võ học, tuyệt đối không đoán ra. Theo tu vi đột phá, Diệp Thần cường độ thân thể không ngừng tăng lên, nào chỉ là cường hãn một điểm nửa điểm. Thiếp sơn kháo, nhưng là nhất ăn thân thể chiêu thức. Cho nên, đây không thể nghi ngờ là Diệp Thần tốt nhất lựa chọn. Nhất là ở nơi này huyết phong hoa cuồng vọng tự lớn, muốn ung dung hơn nghiền ép Diệp Thần dưới tình huống, cho Diệp Thần đến gần cơ hội. Thiếp sơn kháo lúc này không cần, còn đợi lúc nào. Vì vậy ở đó từng trận tiếng kinh hô chính giữa, Diệp Thần như quỷ mị tránh huyết phong hoa nhất kích, như sấm xuất hiện ở huyết phong hoa sau lưng. Oanh! Vặn eo đề ra hông, quanh thân chân khí bung ra. Diệp Thần trên người, đột nhiên hướng huyết phong hoa đánh tới. Dĩ nhiên, Diệp Thần tự nhiên không thể nào dùng bây giờ chân nguyên cảnh tầng 8 đi chống cự huyết phong hoa. Hắn hỏi luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân muốn một đạo lực lượng. Thời gian ngắn đem mình hơi thở và tu vi tăng lên. Tự cầm hạ thái cổ hư thực đan, đoạn lôi nhân tự nhiên nguyện ý. Hơi thở leo lên. Kinh khủng đợt khí nổ tung, như sấm rền nổ vang. Giờ khắc này Diệp Thần, ở trong mắt tất cả mọi người, tựa như hóa thành sơn nhạc, hướng huyết phong hoa nghiền ép đi. Diệp Thí Thiên, thủ đoạn như vậy còn muốn động ta, tự tìm cái chết. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối, thần sắc đổi được tái nhợt. Một cổ to lớn nguy cơ, từ huyết phong hoa trong lòng bung ra. Trong đôi mắt, hiện đầy đỏ tia máu, ở Diệp Thần thân thể đánh tới ở một chớp mắt kia, huyết phong hoa vội vàng bùng nổ quanh thân chân khí, hướng Diệp Thần ngăn cản đi. Nếu là thật để cho Diệp Thần một chiêu này oanh thượng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở chết dưới sự uy hiếp, ngắn nhất trong thời gian, huyết phong hoa làm ra nhanh nhất phản ứng nhanh. Một khắc sau, sấm từng cơn, từng trận nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Phốc suy, máu tươi phun ra, huyết phong hoa thần sắc trắng nhợt, thân hình như con diều đứt dây, bị chấn động bay ra. Như núi bất động, động như mãnh hổ. Giao phong ban đầu, Diệp Thần hiện ra mạnh mẽ, để cho nguyên bản không coi trọng Diệp Thần mọi người, đã là đổ hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Lá Thí Thiên lực lượng. Người này bây giờ bùng nổ lực lượng chỉ ít ở siêu phàm cảnh à. Mấu chốt còn không có động kiếm à. Thật sự là siêu phàm cảnh, ngưng hồn đài lại có thể thật để cho một tên tiểu tử vượt qua hai cái đại cảnh giới. Người điên. Anh hùng gia thiếu niên à, thật là bá đạo nhất kích, đơn thuần lấy thân thể nghiền ép đối thủ, huyết phong hoa phản ứng mau hơn nữa, vậy vẫn là bị thua thiệt nhiều. Bên trong sân cục diện nhanh đổi thẳng xuống, để cho không ít người trợn to hai mắt. Lại tới, ở đó từng trận tiếng kinh hô chính giữa, ở đó từng đạo hoảng sợ ngay trong ánh mắt, nhất kích thuận lợi, Diệp Thần nơi nào còn biết nhàn rỗi. Nhìn bị chấn động bay ra huyết phong hoa. Diệp Thần thân hình chớp mắt, tựa như hóa là sấm sét, hướng huyết phong hoa truy kích đi.
Diệp Thí Thiên, người mẹ hắn đừng hòng à. Tự biết nguy cơ tới, thân thể vẫn còn ở bạo lui, mắt thấy Diệp thần sát chiêu hạ xuống, huyết phong hoa vành mắt sắp nứt. Đinh đinh đinh. Một hồi nhọn tiếng va chạm truyền tới, ánh lửa bắn tán loạn. Ở khi lui về phía sau, huyết phong hoa sử dụng một thanh kiếm, cưỡng ép ổn định thân hình. Lôi quang. Ngay sau đó, cổ tay run một cái, trường kiếm bắn ra, chạy thẳng tới Diệp thần đi. Đồng thời, huyết phong hoa ngón tay bóp quyết, lại là bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi hóa là một tòa màu máu đỏ cổ xưa cửa hư ảnh. Phụ ở trên trường kiếm. Một chiêu này, là huyết minh giết kỹ. Dùng máu tươi và huyết minh lực, người bình thường muốn ngăn trở, rất khó. Diệp Thí Thiên, người đi chết đi. Huyết phong hoa sắc mặt dữ tợn điên cuồng. Nguyên vốn cho là có thể ung dung nghiền ép Diệp thần. Không nghĩ tới lại thất bại. Cái này làm cho huyết phong hoa lửa giận trong lòng, lại là bay lên đến bực nào tầng thứ. Thật là không thể tha à. Diệp Thí Thiên muốn giết mình, nghĩ thật đẹp. Đừng quên, huyết minh am hiểu nhất cái gì? Là giết hại. Tiếng rít bén nhọn chính giữa, vậy vẻ hàn quang xé không khí, mang lạnh lẽo ý định giết người, chạy thẳng tới Diệp thần chỗ hiểm đi. Diệp tiên sinh, cẩn thận. Diệp thần thậm chí có thể nghe được một hồi tiếng kinh hô, từ ngưng hồn trên đài truyền tới. Đến từ Thẩm Thạch Khê. Thẩm Thạch Khê thậm chí chuẩn bị ra tay. Diệp thần nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, không cần ngươi ra tay. Nếu như là mấy tháng trước mình, đối mặt bất thình lình một kiếm, Diệp thần chỉ sợ lâm vào hiểm cảnh chính giữa. Nhưng là, hôm nay, không giống nhau. Phá vỡ cho ta. Cổ tay run một cái. Hắn từ hội đấu giá vỗ được linh kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Đinh! Lau một cái nhức mắt ánh sáng bạc vẩy ra, linh kiếm từ dưới lên, hung hăng khơi mào. Thanh thúy tiếng va chạm sau đó truyền tới. Linh kiếm phát ra một hồi nhọn khẽ rên tiếng, tóe ra kinh khủng lực lượng. Đinh đinh đinh! Ánh lửa bung ra, vậy một chuôi hướng Diệp thần bắn tới kiếm, miễn cưỡng bị Diệp thần phách bay ra ngoài. Ngăn trở huyết phong hoa phản kích. Diệp thần không có tiếp tục truy kích. Mất đi nghiền ép cơ hội, lúc này, lại tiến hành truy kích, ý nghĩa đã không lớn. Đứng tại chỗ, hắn nheo lại mình ánh mắt. Thấy mình giết ký bị ngăn lại, huyết phong hoa con người thoáng qua một vẻ hoảng sợ, hừ lạnh nói, Diệp Thí Thiên, người rốt cuộc xuất từ cái gì tông môn. Hắn thần sắc âm tình bất định. Hôm nay trận chiến này, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Người không có tư cách biết. Người duy nhất phải biết chính là hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi. Lời này vừa nói ra, huyết phong hoa khóe miệng cười nhạt đổi được yêu dị, tự tìm cái chết. Vung tay lên, thu hồi bị Diệp thần đánh bay ra ngoài phi kiếm, huyết phong hoa trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Là ngươi ép ta. Huyết phong hoa sắc mặt đột nhiên đổi được dữ tợn. Hôm nay, ta liền để cho ngươi xem, ta tất cả thực lực. Huyết phong hoa đột nhiên hét lớn. Rầm rầm. Tiếng nói rơi xuống, huyết phong hoa trường kiếm nhắm thẳng vào Diệp thần. Một cái động tác đơn giản, tựa như lịch luyện dù sao cũng lần, một cổ khí thế cường đại nhất thời bắn tán loạn. Không khí tựa như động lại, thời không tựa như định cách. Vậy một cổ khí thế bén nhọn, dẫn động một cổ gió lớn. Gió lớn lăng liệt, như đao xâm nhập. Đâm. Diệp thần ống tay áo. Lại miễn cưỡng bị biến dạng ra một vết thương. Rất khí thế cường đại, rất bá đạo kiếm khí. Diệp thần con ngươi hơi thu hồi. Đã như vậy, liền để cho ta lãnh giáo một chút ngươi chiêu thức. Diệp thần quát lạnh. Vạn đạo kiếm pháp. Thương Long huyễn thân quyết bước ra, Diệp thần tay cầm linh kiếm, dẫn đầu xuất thủ. Huyết phong hoa đã không thể khinh thường. Muốn chiến thắng, Diệp thần không thể khinh thường chút nào. Chiếm tiên cơ, không cho đối phương thở dốc cơ hội, đây là Diệp thần ý tưởng. Sấm rơi. Một đạo hàn quang lóe lên, như chín tầng trời thần lôi, đập xuống xuống. Đây là Diệp thần bổn mạng linh phù ở giữa lôi kiếp. Diệp thần một kiếm này tốc độ, nào chỉ là sắp tới trình độ cao nhất. Đầy trời khắp nơi, lôi ra một phiến hư ảnh, để cho người ta ánh mắt, thậm chí đều không cách nào đuổi theo. Diệp thần cũng muốn xem. Mình vạn đạo kiếm pháp mạnh, vẫn là huyết minh giết kỹ mạnh. Vạn đạo kiếm tôn dạy cho hắn đồ,
há là Côn Lôn hư những cái kia rác dưới công pháp có thể chống cự. Oanh! Đảo mắt bây giờ, chính là một hồi kịch liệt tiếng nổ truyền tới. Diệp Thần một kiếm kia, như ngừng lại Huyết Phong Hoa trước mặt. Ở Diệp Thần một kiếm kia mắt thấy thì phải đem Huyết Phong Hoa cánh tay chặt đứt ngay tức thì, Huyết Phong Hoa ra tay. Điện quang đá lửa bây giờ, một chiêu huyền diệu vô cùng huyết minh kiếm thuật, miễn cưỡng chặn lại Diệp Thần rơi xuống kiếm ý. Kinh khủng đụng, sản sinh ra từng tầng một thực chất đợt khí, hướng bốn phía quét sạch đi. Ở giữa thiên địa, kiếm khí hoành bay. Đinh đinh đinh. Mỗi một đạo kiếm khí, đều mang thực chất vậy lực sát thương, hung hãn bắn tung tóe ở ngưng hồn chung quanh đài. Một tầng kết giới không biết lúc nào sinh ra, đem Diệp Thần cùng Huyết Phong Hoa chiến trường bao phủ ở bên trong, tránh vạ lây người vô tội. Rất hiển nhiên là Dịch Bảo các cường giả chấn giữ ra tay. Vạn đạo kiếm pháp, nghe cũng chưa từng nghe qua, phỏng đoán cũng là rác dưới kiếm pháp. Huyết Phong Hoa cười lạnh nói. Tay khớp xương tay chỗ bởi vì quá phát lực, đổi được tái nhợt. Diệp Thần cười nhạt, rác dưới. Ta đây muốn xem, người cái này cái rác dưới còn có thể ngăn cản bao lâu. Cười nhạt chính giữa, Diệp Thần thần sắc đột nhiên đổi được âm lãnh. Cút! Một tiếng thét dài, lại là một cổ khí thế cường đại bùng nổ. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, ở thần sắc hoảng sợ chính giữa, Huyết Phong Hoa ngực một im lìm, cả người bị đẩy lui đi. Vạn đạo kiếm pháp, biến ảo muôn vàn, tập hợp thiên địa thế, tạo ngũ hành lực. Thế lôi đình, nào chỉ là mau, thiên địa lực, duy lôi đình lực nhất là hung mãnh. Diệp Thần cái này sau phát thế ẩn chứa lôi đình lực, há là Huyết Phong Hoa có thể ngăn cản. Giao phong đến bây giờ, Diệp Thần cũng đại khái đoán được Huyết Phong Hoa thực lực. Siêu phàm cảnh trên, nhưng là thời khắc này hắn có đoạn lôi nhân một số lực lượng. Cùng với vạn đạo kiếm tôn chí cường kiếm kỹ. Ai có thể ngăn cản? Dù là siêu phàm cảnh. Bây giờ Diệp Thần sức chiến đấu bùng nổ, tuyệt không thua gì Huyết Phong Hoa. Đạp đạp đạp. Nhìn sắc mặt hoảng sợ, bạo lui đi Huyết Phong Hoa, Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Ngươi có thể phục. Bất đồng Huyết Phong Hoa ổn định thân hình, Diệp Thần lần nữa truy kích. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Một khi chiếm tiên cơ, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Một đường nghiền ép, dựa vào hùng hậu mà bá đạo chân khí, cho đến đối phương bị bại. Đang như bây giờ, một chiêu thế lôi đình sau đó, Diệp Thần trực tiếp một kiếm quét sạch. Vạn đạo kiếm pháp ý, lửa đốt liệu nguyên. Đây là Trần Thiên Lê dạy hắn kiếm kỹ một trong. Hắn chưa bao giờ thi triển. Đây là lần đầu tiên. Đủ để rung động tất cả mọi người. Ngay tức thì ngưng hồn dưới đài, tựa như hóa là hỏa biển, sóng nhiệt lăn lộn. Vô tận liệt diễm, tựa như hội tụ thành là muôn vàn mãnh thú, lao nhanh gầm thét, hướng Huyết Phong Hoa nghiền ép đi. Lửa cháy bừng bừng hừng hực, vạn thú lao nhanh. Một chiêu vạn đạo kiếm pháp nổi lên ra lửa cháy bừng bừng lực, để cho ngưng hồn dưới đài trên, không biết bao nhiêu người trợn to hai mắt. Cái này, thật là mạnh mẽ. Siêu phàm cảnh, làm sao biết. Diệp Thí Thiên lại bá đạo như vậy. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao, lại chút nào không cho Huyết Phong Hoa cơ hội thở dốc. Thật là cường đại Diệp Thí Thiên. Chẳng lẽ Huyết Phong Hoa, hôm nay còn muốn bại. Mắt thấy lửa cháy bừng bừng cự thú, hướng Huyết Phong Hoa cuộn sạch đi, vô số người vây xem, thán phục liền liền. Ở giao phong bắt đầu trước, ở Huyết Phong Hoa cho thấy thực lực mình thời điểm, là không có ai coi trọng Diệp Thần. Nhưng là, bây giờ thế nào? Diệp Thần biểu hiện, đã lật đổ không biết bao nhiêu người nhận biết. Hai người thời khắc này chênh lệch, đối với rất nhiều người mà nói cách một đạo cái hào rộng. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ba ngày trước, thằng nhóc này chỉ bất quá chân nguyên cảnh à. Ngắn ngủi ba ngày, như thế nào tăng lên à? Mấu chốt cái này Diệp Thí Thiên tựa hồ chỉ có tới tuổi 20 à? Nghịch thiên linh căn. Vậy mẹ hắn không như thế khoa trương à? Cho dù là Côn Lôn hư nghịch thiên vậy kỳ tư thanh vậy không thể nào làm được. Chuyện này nếu như bị toàn bộ Côn Lôn hư tông môn biết, cái này Diệp Thí Thiên tất nhiên thành là cướp tay hàng. Bọn họ thậm chí bổ óc vô số tông môn vì tranh Diệp Thí Thiên bể đầu chảy máu. Nhìn bị biển lửa cuộn sạch Huyết Phong Hoa, không ít người cũng lòng, treo lên.
Không Thiếu và Huyết Minh quan hệ không tệ người lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Huyết Phong Hoa, sợ là phải bỏ mình. Nếu như lần này Huyết Phong Hoa thủ thắng khá tốt, hết thảy cũng qua phải đi. Huyết Phong Hoa nếu như thất bại, Huyết Minh có phải hay không lại phải thành mỉm cười chui. Hơn nữa, đây là đang trước mặt của thế nhân thành mỉm cười chui. Phải nói kinh hãi nhất không ai bằng Thẩm Thạch Khê. Không nghĩ tới, Diệp tiên sinh lại tăng lên tới bực này đến nước. So với ngày đó ở thành phố Bắc Kinh, cường hãn không chỉ một điểm nửa điểm. Ta rốt cuộc rõ ràng Vạn Đạo Kiếm Tôn tại sao phải ở Vạn Kiếm Tông lưu lại câu nói kia, làm cho cả tông môn lấy Diệp thần vi tôn. Loại người này thiên phú như vậy nghịch thiên, chỉ cần 3 năm không chết hiểu, vậy thì không phải là Vạn Kiếm Tông bảo vệ Diệp thần, mà là Diệp thần bảo vệ Vạn Kiếm Tông. Bất kể như thế nào, ta đều phải thề bảo vệ sư tôn. Thẩm Thạch Khê quyết định. Mà Thẩm Thạch Khê bên người Kỷ gia tiểu thư, con người càng là có sâu đậm vẻ kích động. Nắm cung tên tay cũng toát mồ hôi. Cái này Diệp Thí Thiên cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ quá lớn. Toàn bộ dịch bảo các chân bảo cũng kém hơn cái này Diệp Thí Thiên. Nàng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, Kỷ gia đều phải tranh thủ được Diệp Thí Thiên. Cùng lúc đó, 100 mét ra, dịch bảo các lầu 6. Mấy vị ông già đứng xa xa nhìn ngưng hồn dưới đài một màn. Mấy vị này cụ già đều là dịch bảo các cực kỳ tôn quý người. Trừ giám bảo phòng Phúc Bá trở ra, mấy vị cụ già rối rít vây quanh một cái ăn mặc cẩm y ông già. Ông cụ áo gấm hai tay chắp sau lưng, thần sắc ngưng trọng. Hắn chính là lần này Hoa Hạ Côn Luân giao dịch bảo phân các người phụ trách trang bộ phàm. Đại nhân, cái này hai người đã thoát khỏi ngưng hồn đài, đã coi như là ở dịch bảo các ra tay, có cần hay không đem hai người trấn áp. Một vị hơi thở kinh khủng ông già thận trọng nói. Trang bộ phàm không nói gì, suy tính mấy giây, nhìn về phía Phúc Bá, hỏi, ngươi và vậy Diệp Thí Thiên hẳn tiếp xúc qua, có thể biết hắn thân phận chân thật. Phúc Bá lắc đầu một cái, thuộc hạ thông qua một ít thủ đoạn tra xét, căn bản không biết. Đầu mối duy nhất chính là cái này hai người thật giống như từ Hoa Hạ bên kia tới, núi Côn Lôn phi trường quốc tế có bắt được bóng người bọn họ. Ở Phúc Bá trong mắt, trang bộ phàm hiển nhiên là dự định lôi kéo Diệp Thí Thiên. Hoa Hạ, như thực lực này và thiên phú hẳn không phải là người Hoa Hạ, phỏng đoán mới từ Hoa Hạ làm xong chuyện trở về. Vậy Diệp Thí Thiên bên người ông già siêu phàm cảnh trên, một cái siêu phàm cảnh cường giả lại gọi một cái chân nguyên cảnh thiếu niên là tiên sinh. Có chút ý tứ. Chỉ tiếc, hắn không nên ở trên địa bàn ta động thủ, lại càng không nên động Huyết Phong Hoa. Nghe được câu này, Phúc Bá diễn cảm biến đổi, nhìn một cái trang bộ phàm, đại nhân, ngài là ý gì? Chẳng lẽ trang bộ phàm không phải muốn lôi kéo Diệp Thí Thiên? Trang bộ phàm cười lạnh một tiếng, ta và Huyết Minh Trịnh trưởng lão có chút giao tình, cái này Huyết Phong Hoa là Trịnh trưởng lão người, ta tự nhiên muốn chiếu cố mấy phần. Còn như cái này Diệp Thí Thiên, nếu như người này nguyện ý không điều kiện là chúng ta dịch bảo các phục vụ, nhận lấy chính là, nếu như hắn không muốn, trực tiếp giết. Người này quá mức nghịch thiên, nếu như không thể là chúng ta sử dụng, vậy sau này sẽ gặp là uy hiếp. Tuyệt không thể lưu. Phiến lão, người đi xuống, xem tình huống can thiệp. Cái đó hơi thở kinh khủng ông già tự nhiên biết trang bộ phàm ý nghĩa, gật đầu một cái, đại nhân. Ta nhất định đem sự việc làm xong. Dứt lời, bóng người ngay tức thì tiêu tán. Mà giờ khắc này, ngưng hồn dưới đài. Một hồi tiếng nổ nổ tung. Chỉ gặp thời khắc này dưới đài, gió lớn cuộn sạch, kiếm khí tràn ra, lửa cháy bừng bừng phân bay. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy chiêu giao phong, Diệp thần bện ra vậy khí thế bừng bừng biển lửa, đã bị phá diệt. Máu cửa chiều tà. Huyết Phong Hoa khóe môi nhếch lên một tia vết máu, phát ra như dã thú gầm thét, bức ra một giọt máu tươi vỗ vào mình ấn đường. Đẩy ra cuốn tới biển lửa, vậy một đạo kiếm quang, chạy thẳng tới Diệp thần đi. Đinh! Một hồi thanh thúy tiếng va chạm truyền tới, ở tấn mãnh phi kiếm trước mặt, Diệp thần nhịp bước tiến tới miễn cưỡng bị ngừng. Thân hình dừng lại, hắn hướng phía sau thối lui ra mấy bước. Khốn kiếp, Diệp Thí Thiên, tốt, rất tốt. Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Từ Diệp thần điên cuồng tấn công chính giữa, thu được cơ hội thở dốc, vô cùng chật vật Huyết Phong Hoa hung tợn trợn mắt nhìn trước mặt cách đó không xa Diệp thần.
khá tốt mình phản ứng khá nhanh, khá tốt mình bước vào siêu phàm cảnh. Bực bội trong lòng, để cho huyết phong hoa lửa giận ngút trời. Cái này đáng chết Diệp Thí Thiên, tại sao như thế mạnh mẽ à? Nếu như hôm nay mình, không phải dùng bí thuật tăng lên, chỉ sợ đã bị bại chứ. Cái này làm cho huyết phong hoa lòng, cuồng loạn không dứt. Không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Huyết phong hoa biết trận chiến này ý vị như thế nào, đại biểu cái gì. Diệp Thí Thiên, coi như ta chết cũng sẽ không để cho ngươi còn sống. Trợn to cặp mắt mình, dưới sự tức giận, trong mắt đã tràn đầy đỏ tia máu. Huyết phong hoa hung tợn tê giống lên. Ta đây muốn xem, ngươi có thể quá mạnh mẽ đến địa phương nào. Con ngươi tựa như đều phải trừng ra ngoài, huyết phong hoa hướng thần sắc lạnh như băng Diệp thần gầm thét. Tiếng gào thét chính giữa, huyết phong hoa hai tay lại là nhanh chóng nặn ra từng cái phù ấn. Bất quá là đảo mắt bây giờ, mấy bùa ấn nặn ra, ngưng tụ, hóa là một cái quỷ dị màu đỏ phù văn, in vào đến huyết phong hoa trong đan điền. Oanh! Theo vậy một đạo phù văn in vào, huyết phong hoa sắc mặt dữ tợn. Tựa hồ ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, huyết phong hoa nhanh tiếng gào thét, hắn quanh thân máu thịt. Bắt đầu ngọa nguậy, từng đạo gân mạch, như trường xà, dữ tợn hiện ra. Theo vậy từng đạo gân mạch hiện lên, huyết phong hoa khí thế, đang không ngừng tăng vọt. Lấy huyết phong hoa làm trung tâm, một cổ to lớn toàn gió, cuộn sạch lên. Đứng ở trong gió lốc lòng huyết phong hoa, như cự ma, từ địa ngục đi ra, làm cho cả ngưng hồn dưới đài đều yên tĩnh lại. Huyết phong hoa, rốt cuộc ở Diệp thần bức bách dưới. Thi triển ra hắn sau cùng thủ đoạn. Huyết phong hoa ở Diệp thần điên cuồng tấn công dưới, hiểm tượng hoàn sinh. Hôm nay rốt cuộc có được thở hổn hển cơ hội. Khi mọi người còn yên lặng ở Diệp thần mang tới rung động lúc đó, huyết phong hoa nhưng là không cam lòng để cho Diệp thần ngông cuồng như vậy. Hắn cặp mắt đỏ thẫm, quanh thân gân xanh từng cây một gồ lên. Thật là khủng khiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Huyết phong hoa khí thế lại bạo tăng. Hắn khí thế, thật giống như xông phá cảnh giới gông xiềng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Huyết phong hoa biến hóa, mang tới rung động không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết, cảnh giới bây giờ, nhưng mà cách một phiến uông dương đại hải. Nhiều ít tu sĩ, cả đời cũng không khả năng vượt qua cái này một phiến uông dương. Hai người chênh lệch, nhất định chính là trong thiên địa chênh lệch. Mà bây giờ huyết phong hoa mơ hồ có xông phá cái này đoạn chênh lệch cảm giác. Cái này làm cho người trợn to hai mắt. Huyết minh đốt hồn bí thuật, cái này huyết phong hoa điên rồi sao? Có người đột nhiên kinh hô thành tiếng. Đám người bên trong, Thẩm Thạch Khê híp mắt lại, thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước. Xa xa gì thế độc lập kỷ gia tiểu thư, sau khi thấy một màn này, khóe miệng nụ cười biến mất, trong mắt tóe ra vẻ hàn quang. Dịch Bảo Các những cái kia mặt tươi cười người, giờ khắc này, nụ cười trên mặt đọng lại. Diệp thần trước bày ra thực lực, để cho bọn họ từ không coi trọng, đến bị cho là nên sẽ lấy giành thắng lợi. Mà bây giờ, huyết phong hoa biến hóa, tựa hồ để cho trận chiến này, lại có trở quẻ. Huyết minh đốt hồn, đây là lời đồn đãi chính giữa, huyết minh cấm thuật một trong. Nghe nói một khi thuật này thi triển, tu sĩ thực lực, ở trong thời gian ngắn. Có thể có được bạo tăng. Đây là huyết minh kinh khủng nhất thủ đoạn. Huyết phong hoa thi triển thuật này chẳng có gì lạ. Chẳng qua là, như vậy dưới, Diệp thần, chỉ sợ liền là thật nguy hiểm. Dựa vào mạnh chiến đấu lớn lực, trước lên tiếng áp đảo người, Diệp thần lúc này mới áp chế thực lực tăng thêm một bậc huyết phong hoa. Mà bây giờ huyết phong hoa không đếm xỉa đến, Diệp thần thật vất vả lấy được ưu thế, tất nhiên không còn gì vô tồn. Hắn. Nên như thế nào đối mặt chiến đấu kế tiếp? Ngưng hồn dưới đài, đám người bên trong từng trận xôn xao tiếng truyền tới. Nhìn huyết phong hoa biến hóa, Diệp thần chân mày mơ hồ nhíu một cái. Huyết phong hoa, rốt cuộc cầm ra tất cả thực lực sao? Cái này thì là chân tránh huyết phong hoa. Đây chính là Thẩm Thạch Khê để cho mình cẩn thận huyết phong hoa. Có chút ý tứ. Không ngừng tăng vọt hơi thở. Mơ hồ vượt qua siêu phàm cảnh trung kỳ nên có khí thế. Huyết phong hoa, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Diệp Thí Thiên, đây chính là ta sau cùng thủ đoạn, như thế nào?
nhìn Diệp Thần biến ảo thần sắc, Huyết Phong Hoa hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng cười gằn. Diệp Thí Thiên, là ngươi đem ta đẩy vào đến như vậy trình độ, ngươi vốn cũng không nên xuất hiện ở đây cái thế giới. Ta Huyết Phong Hoa, ta Huyết Minh mặt mũi, há là ngươi cái này con kiến hôi có thể nhục nhã. Muốn chiến thắng ta, Diệp Thí Thiên, ngươi đừng nằm mơ. Bây giờ, ta thi triển ta Huyết Minh cấm thuật đốt hồn. Quanh thân gân mạch thông suốt tức giận, ta chân khí trong cơ thể, như đại hải gầm thét. Không phải ngươi loại rác dưới này có thể sánh bằng, ngươi còn có thể cùng ta đấu. Ban đầu, ta Huyết Minh tổ tiên lấy này các thủ đoạn, lấy một địch năm, đối mặt năm thực lực vượt qua hắn cường giả, ta tổ tiên có thể sừng sững đến cuối cùng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản bây giờ ta. Cười gằn tiếng chính giữa, Huyết Phong Hoa lớn tiếng gầm thét. Đây là bọn họ Huyết Minh cấm thuật, cũng là Huyết Phong Hoa sau cùng thủ đoạn. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không thi triển cái này các thủ đoạn. Thủ đoạn này rất cường đại không sai. Nhưng là, cần muốn trả giá cao, nhưng cũng là to lớn à. Chính là bởi vì người Huyết Minh rõ ràng trả giá cao, cho nên cái này đốt hồn thuật, rất ít hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Đáng tiếc, Diệp Thần ép được Huyết Phong Hoa không thể không thi triển. Trận chiến này, hắn không bại được. Trận chiến này, Diệp Thí Thiên phải chết. Cho dù ở sau trận chiến này, mình sẽ đem bỏ ra thực lực lùi lại một bước, quanh thân gân mạch thuộc về bên bờ tan vỡ, trong vòng một năm, đừng hòng tiến thêm hậu quả. Đốt hồn thuật. Có thể cảm nhận được Huyết Phong Hoa lời nói bây giờ lộ ra vậy một cổ oán niệm. Diệp Thần hơi nheo lại cặp mắt. Quanh thân gân mạch thông suốt tức giận, khiến cho được cả người, hóa là một cái thông suốt không trở ngại đường lớn, trước sau như một rốt cuộc sao. Đây thật là rất nghịch thiên thủ pháp. Bất quá, như vậy thủ đoạn, Huyết Phong Hoa có thể kiên trì bao lâu? Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia làm cho không người nào có thể phát giác cười nhạt. Mình thất bại. Không. Huyết Phong Hoa suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này liền tốt. Vạn đạo kiếm pháp, băng phá kiếm xương. Một tiếng thét dài, Diệp Thần hai chân đạp đất, đột nhiên ra tay. Linh kiếm quét sạch ra, trong chốc lát, đúng cái trời đất phảng phất động lại. Hô! Gió lạnh gào thét. Nguyên bản còn mang một tia sóng nhiệt thiên địa, tựa như ngay tức thì tiến vào trời đông giá rét tháng chạp chính giữa. Đầy trời tuyết rơi, mặt đất ngưng tụ thành băng. Ken két ca. Thanh thúy tiếng vang truyền tới, trên mặt đất băng tuyết, lấy kinh khủng tốc độ lan tràn, hướng Huyết Phong Hoa cuộn sạch đi. Băng phá kiếm xương. Hàn quang lóe lên, linh kiếm đãng xuất. Ông! Một hồi khẽ rên tiếng chính giữa, không biết lúc nào, tuyết rơi động lại, ngưng tụ thành băng. Thành hơn trăm ngàn nhũ băng, ở Diệp Thần thời gian vừa niệm, ngưng tụ thành hình. Hiu 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 hiu. Rồi sau đó là từng trận tiếng rít bén nhọn truyền tới. Sắc bén bắn ra bốn phía, băng tuyết ngang dọc. Trên bầu trời thành hơn trăm ngàn nhũ băng, mỗi một đạo, cũng giống như một chuôi sắc bén phi kiếm, thế không thể đỡ. Trên mặt đất, lan tràn băng tuyết thế giới, giống như vực sâu vạn trượng, chiếm đoạt đất đai. Đây là Diệp Thần trạng thái bây giờ, duy nhất có thể thi triển ra mạnh nhất vạn đạo kiếm pháp chiêu thức. Hắn có thể cảm giác chân khí điên cuồng trôi qua. Tựa như lập tức phải khô kiệt. Một chiêu này, không chỉ cần hao phí năng lượng bằng bạc, cần cường đại hơn thần hồn thành tựu chống đỡ. Nếu như không có ở ngưng hồn đài bước vào chân nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn căn bản không cách nào làm được. Một chiêu này xuất hiện, đã làm cho cả ngưng hồn dưới đài yên tĩnh. Diệp Thần một chiêu này, quá mức rung động, quá mức bá đạo. Không ít người sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần, thật chỉ là siêu phàm cảnh người. Như vậy siêu phàm cảnh, chẳng lẽ không có thể cũng coi là đứng đầu nhất thiên kiêu. Đám người phía trước, không thiếu thiên kiêu, còn người mơ hồ co rúc lại. Diệp Thần lần nữa để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù là chỗ cao trang bộ phàm giếng cổ không dao động sắc mặt cũng là xuất hiện một màn hoảng sợ. Thật là bá đạo kiếm pháp. Ta chưa từng ở Côn Lôn Hư gặp qua, vậy đạo cái này Diệp Thí Thiên có kỳ ngộ gì phải không? Trang bộ phàm nội tâm tham lam và sát ý dần dần ngưng tụ. Hắn lại là truyền thanh cho phiến lão, người này nếu như không muốn đi theo chúng ta, ở giết hắn trước, nghĩ biện pháp bộ ra hắn bí mật.
thậm chí vận dụng thuật pháp tước đoạt trí nhớ. Dạ, đại nhân. Băng thiên tuyết địa, sát cơ lẫm liệt. Toàn bộ ngưng hồn dưới đài, yên tĩnh lại. Mọi người, tựa như quên mất hô hấp. Ngưng hồn dưới đài, lẳng lặng nhìn cái này kinh tâm động phách một màn, cảm thụ vậy vô cùng ý định giết người. Huyết phong hoa khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ma quỷ vậy cười nhạt. Không thể không nói, nếu như sớm một ít, người thi triển ra chiêu thức này, ta là khó mà ngăn cản. Nhưng là bây giờ, người muốn tổn thương ta, nhưng là không đủ. Đột nhiên, huyết phong hoa sắc mặt dữ tợn. Nhất kiếm phá vạn tượng. Đỏ tươi cặp mắt bắn tán loạn ra để cho người hít thở khó khăn ánh sáng. Rầm rầm. Cổ tay run một cái, lau một cái hồng quang nhanh chóng thoáng qua. Hô. Cuồng phong nổi lên, mây sấm động. Đâm. Không khí bị biến dạng. Oanh. Cuối cùng, vậy chợt lóe lên lưu quang, thật giống như từ trên trời giáng xuống tinh thần, hung hãn cùng Diệp Thần chiêu thức oanh với nhau. Oanh. Như huyền sấm cuồng bạo, không ngừng nổ tung. Từng cổ một kinh thiên động địa đợt khí, hướng bốn phía quét sạch đi. Cả vùng, mơ hồ run rẩy. Gió lạnh gào thét, băng tuyết văng khắp nơi. Hồng quang qua, thế như trẻ tre. Ùm ùm. Đi đôi với cuối cùng một hồi tiếng nổ truyền tới, nguyên bản đầy trời nhũ băng, toàn bộ vỡ vụn, hóa là trong suốt băng tuyết, khắp nơi phân bay. Nguyên bản mặt đất lan tràn mà đến băng tuyết thế giới, trong chốc lát, tựa như hòa tan. Băng tuyết nhanh chóng tiêu tán. Diệp Thần như bị thương nặng, sắc mặt trắng nhợt, cả người lui về phía sau mấy bước. Ước chừng một chiêu này giao phong, huyết phong hoa cơ hồ lấy nghiền ép thế, đem Diệp Thần chiêu thức tan biến, đem Diệp Thần tự mình trấn áp. T. Cái này làm cho vô số người hung hãn đổ hít một hơi lãnh khí. Huyết phong hoa, lớn mạnh như vậy. Đúng như huyết phong hoa mới vừa rồi nói, hôm nay Diệp Thần, có không thua gì siêu phàm cảnh sức chiến đấu. Thậm chí mới vừa rồi Diệp Thần thi triển ra một chiêu này kiếm pháp, vậy nổi lên ra băng tuyết thế giới, tầm thường siêu phàm cảnh cường giả, chưa chắc có thể phá giải mở ra. Nhưng là, huyết phong hoa chẳng qua là một chiêu, đơn giản một thanh kiếm, tan vỡ băng tuyết thế giới. Đây thật là trước bị Diệp Thần áp chế huyết phong hoa sao? Hắn làm sao đổi được lớn mạnh như vậy? Đốt hồn thuật, đây chính là huyết minh đốt hồn thuật, quá mức nghịch thiên. Vô số người trong mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh mắt. Huyết phong hoa hơi quay đầu nhìn, khóe miệng dương lên, Diệp Thí Thiên. Ta đã không thể chờ đợi, bây giờ, nên là để cho ngươi hưởng thụ ngục thời khắc. Huyết phong hoa cặp mắt bộc phát tinh đỏ lên. Diệp Thí Thiên, chết. Một tiếng thét dài, huyết phong hoa trong tay lần nữa một đạo lưu quang thoáng qua. Rào rào. Phi kiếm lần nữa bắn ra. Vậy bá đạo kiếm khí, như từ bốn phương tới, từ thiên trấn áp xuống. Đinh đinh đinh. Kiếm chưa đến, kiếm khí trước đạt. Dù sao cũng đạo kiếm khí, ở dưới đài tàn phá, đập rơi trên mặt đất trên, lưu lại từng đạo vết kiếm, tóe ra vô tận ánh lửa. Tựa như một chàng sáng lạng pháo bông, đang tách thả ra. Diệp Thần quanh thân truyền tới từng trận đau nhói. Hít sâu một hơi, áp chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, cảm thụ kiếm khí dưới, mình ra thịt truyền tới từng trận đau đớn, Diệp Thần thần sắc khó khăn xem. Hắn ngược lại không là sợ hãi huyết phong hoa. Hắn con người gắt gao bắn về phía một phương hướng. Đó là một vị cầm cây quạt ông già. Mới vừa rồi cái này ông lão xuất hiện. Lại âm thầm dùng uy áp áp chế hắn. Nếu không hắn cũng không biết bị thương. Quá mức hèn hạ. Như vậy cũng tốt so một mình hắn phải đối mặt hai vị trí cường người. Mấu chốt lão kia người càng cái uy hiếp. Diệp Thần ý định giết người bùng nổ. Hắn bước ra một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết long đi ra cho ta. Ta cho ngươi vô tận sấm sét. Nháy mắt tức thì long ngâm từng cơn. Quay lại. Một cái huyết long ở tất cả mọi người dưới khiếp sợ trực tiếp lao ra. Muốn lật bàn, huyết phong hoa, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hôm nay ta thuận tiện lấy nó đem ngươi trấn áp. Ở phi kiếm kia cuộn sạch đến trước mặt ngay tức thì, Diệp Thần thậm chí bước ra một giọt máu tươi bơm vào đến huyết long chính giữa. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, huyết long hồng quang che trời. Hống hống hống! Như đi tới thời đại hồng hoang. Thần long lao nhanh. Một cái khổng lồ hết sức viễn cổ cự long,
ở Diệp Thần thúc dục phát dưới, hướng muôn vàn kiếm khí và vậy một đạo kiếm quang ngăn cản đi. Ở cự long sau lưng, kéo động, là một ngọn núi nhạc. Như trống lên đúng phiến bầu trời thiên trụ. Thanh quang, hồng quang, lẫn nhau lần lượt thay nhau. Cái này Diệp Thí Thiên trong cơ thể lại có một cái huyết long. Huyết long này quanh thân che lấp ngọn lửa và sấm sét, làm sao có thể? Cái này Diệp Thí Thiên chẳng lẽ là ngự long người? Đám người kinh hãi. Có ít người con người hận không được trừng ra ngoài. Kỷ gia tiểu thư và Trang Bộ Phàm diễn cảm sợ hãi đến trình độ cao nhất. Mặc dù huyết long này chẳng qua là một đạo hư ảnh. Nhưng là dõi mắt Côn Lôn hư, ai có thể nắm giữ loại này huyết long hư ảnh à? Mấu chốt thân huyết long này lên còn có ngọn lửa và sấm sét. Không chỉ như vậy, còn có cực mạnh khí tức giết hại à? Toàn bộ dưới đài, giờ phút này lâm vào hoa cả mắt tình cảnh chính giữa. Huyết long cùng kiếm khí va chạm, mỗi một lần, cũng phát ra kinh thiên động địa nổ ầm. Đây là một tràng máu tanh chiến đấu, không ngừng va chạm, không ngừng gào thét. Tựa như chẳng qua là trong nháy mắt, tựa như trải qua dù sao cũng năm, rốt cuộc vô số kiếm khí, tựa hồ cùng huyết long lấy mạng đổi mạng. Rốt cuộc, vậy một đạo kiếm quang như lôi điện giết tới, hung hăng rơi xuống. Rốt cuộc, vậy thoáng như thiên trụ núi cao, đón kiếm quang đi. Oanh! Một tiếng kích động, chấn động cửu châu. Thế giới đầu tiên là an tĩnh quỷ dị, rồi sau đó là điên cuồng bùng nổ. Cả vùng đều rời đi. Từng đạo kẽ hở, xen lẫn ra một bản phức tạp lưới trời. Kiếm quang tán loạn, huyết long phát ra rên rỉ, mỗi người bạo bay mà quay về. Phốc phốc phốc, Diệp Thần cả người lảo đảo thối lui. Huyết phong hoa trên mặt lóe lên không dám tin thần sắc, thân hình hung hăng thối lui ra mấy bước, từng ngụm khạc ra máu tươi. Không chỉ như vậy, vậy ngưng hồn đài giờ phút này nhưng là sinh ra một cái vết nứt, hướng bốn phía lan tràn đi. Tựa hồ lập tức phải vỡ vụn. Một kích này lại có thể đem ngưng hồn đài đều phải phá, cái này mẹ hắn vậy quá khoa trương đi. Huyết phong hoa sắp điên rồi. Mình phải giết nhất kích, lại bị để cản lại. Nhìn đứng vững vàng thân hình, xóa đi khóe môi nhếch lên vết máu Diệp Thần, huyết phong hoa gào thét. Bị Diệp Thần ép được thi triển cấm thuật, huyết phong hoa cũng đã là bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Nhưng là, như vậy giá phải trả lại không có để cho hắn nghiền ép Diệp Thần. Cái này như vậy người không cách nào tiếp nhận. Huyết phong hoa trong lòng lửa cháy bừng bừng, đủ để đốt trời. Mang cái này một cơn giận, huyết phong hoa lần nữa sử dụng một thanh kiếm. Thân kiếm chấn động, ngưng tụ thành quang, thoát ra khỏi một phiến hư ảnh, chạy thẳng tới Diệp Thần chỗ hiểm đi. Diệp Thần không chết, thế công không lùi. Huyết phong hoa dự định và Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Nhìn huyết phong hoa lần nữa phi kiếm bắn ra, hóa là kiếm quang hướng Diệp Thần cuộn sạch đi, mọi người lòng, theo bản năng treo lên, là Diệp Thần lo lắng. Huyết phong hoa, muốn giết ta, một chiêu này cũng không đủ. Nhìn kiếm kia quang bắn tới, Diệp Thần cố nén hỗn loạn tạng phủ, giống to. Phá dương kiếm, đi ra cho ta. Nếu trấn hồn kiếm không cách nào sử dụng, hắn còn có phá dương kiếm. Trấn hồn phá dương kiếm chút nào không thua trấn hồn kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, khóe miệng dần dần nổi lên vẻ tươi cười. Oanh! Mà theo trong lòng giác ngộ, theo đối với kiếm thế cảm ngộ, Diệp Thần quanh thân khí thế ổn định leo lên. Hô hô hô! Gió lớn gào thét. Mỗi một đạo gió lớn, tựa hồ cũng như một đạo kiếm khí. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như cùng nơi đây hòa làm một thể. Phá cho ta! Đột nhiên, một hồi thét dài tiếng từ Diệp Thần trong miệng truyền tới. Oanh! Cả vùng mơ hồ chấn động. Diệp Thần khí thế, ở trong một cái chớp mắt này nhảy lên tới trình độ cao nhất. Vậy một cổ khí thế lan truyền, gió lớn cuộn sạch, chỗ đi qua, sơn hà biến sắc, cỏ cây tàn lụi. Gió lạnh như kiếm khí cuộn sạch, lấy Diệp Thần làm trung tâm, chu vi mấy chục mét vật, toàn bộ vỡ vụn. Phá dương kiếm tựa như cảm giác được cái gì, hóa là một đạo hồng quang phá không đi. Sát cơ lạnh như băng bao trùm toàn trường. Tất cả mọi người đều như đi trên băng. Huyết phong hoa, Diệp Thần phải phế. Đảo mắt bây giờ, phá dương kiếm liền đâm vào huyết phong hoa thân thể bên trong.
máu tươi tiệm nhiễm. Đâm vào phương hướng bất ngờ chính là đan điền. Đan điền một hủy, đây đối với người tu luyện mà nói thật là thống khổ. À, nhưng mà, ngay tại huyết phong hoa tiếng gào thét chính giữa, ở tất cả mọi người đều lấy là huyết phong hoa phải xong đời thời điểm, một hồi hừ lạnh một tiếng nhưng là đột nhiên truyền tới. Oanh! Một khắc sau, một cổ kim quang thoáng qua, phá dương kiếm bỗng nhiên dừng lại, một hồi tiếng nổ nổ tung. Cuồng tiêu đợt khí chính giữa, Diệp Thần thấy vậy âm thầm xuất thủ ông già xuất hiện. Phá dương kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại là cắm vào Diệp Thần trước người 1 mét đất. Lõm sâu trong đó, cường đại kiếm khí để cho Diệp Thần lui về phía sau mấy bước. Diệp Thí Thiên, nơi này là Dịch Bảo Các, người không có tư cách ở chỗ này giết người. Phiến lão thanh âm lạnh như băng vang khắp. Nói xong, hắn càng từ hông gian lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đưa cho đan điền đã hủy huyết phong hoa. Ăn vào đan dược, từ từ chữa thương. Huyết phong hoa ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Dịch Bảo Các trên lầu nhìn. Hắn thấy được Trang Bộ Phàm. Hắn biết Trang Bộ Phàm và Trịnh trưởng lão có chút giao tình. Rất hiển nhiên, Trang Bộ Phàm không có ngồi yên không lý đến. Huyết phong hoa kích động trong lòng vẻ giật tại nói đồng hồ, lại là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, trực tiếp ăn vào đan dược, bắt đầu chữa thương. Đan điền tuy hủy, bây giờ chữa thương nói không chừng còn có cấp cứu cơ hội. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là lạnh lùng nhìn phiến lão, gằn từng chữ, ngươi là thứ gì, chỉ cho phép người khác giết ta. Lời này vừa nói ra, những cái kia người vây xem vẻ mặt hoảng hốt. Bọn họ nhưng mà nhận ra phiến lão thân phận à. Giống nhau là Trang Bộ Phàm bên người cao thủ à. Mà bây giờ, vậy Diệp Thí Thiên lại còn nói phiến lão là thứ gì? Phiến lão nghe được Diệp Thần như vậy lời nói, trong lòng tức giận liền mấy phần, một bước ra, ý định giết người phóng thích. Diệp Thí Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Dịch Bảo Các là địch? Đừng nói ngươi, coi như sau lưng ngươi người vậy ngươi không có tư cách chọc Dịch Bảo Các. Cái này huyết phong hoa ngươi không thể giết, bỏ mặc ai tới cũng giống vậy. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi đội ngũ như vậy giọng, ta khuyên ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ta để cho ngươi hối hận đi tới nơi này. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đang lúc, một đạo thân ảnh chắn Diệp Thần trước mặt. Chính là Thẩm Thạch Khê. Đồng thời, Kỷ Gia Tiểu Thư vậy là xuất hiện ở Diệp Thần chừng. Kỷ Gia Tiểu Thư nhìn một cái phiến lão. Cười một tiếng, phiến lão, ngươi làm như vậy không trưởng nghĩa đi, đây là Diệp Thí Thiên và huyết phong hoa ân oán giữa, ngươi vì sao sớm không ra tay trễ không ra tay, hết lần này tới lần khác lúc này ra tay đâu. Phiến lão tự nhiên biết thân phận của cô gái, lạnh lùng nói, ta bất quá là mới vừa thấy mà thôi, chẳng lẽ không được. Kỷ Gia Tiểu Thư con ngươi híp lại, dĩ nhiên có thể, bất quá để cho Diệp Thí Thiên quỳ xuống có phải hay không qua, xem ở ta Kỷ Gia mặt mũi. Chuyện này lúc này kết thúc như thế nào? Nàng rất rõ ràng, phiến lão người sau lưng tất nhiên là Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm mặc dù không phải là Dịch Bảo Các nồng cốt người, nhưng là ở chỗ này nhưng là có quyền phát biểu. Người bất kỳ cũng động không được. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo vệ Diệp Thí Thiên. Bởi vì người Kỷ Gia đứng ra, phiến lão ngược lại là không có lại để cho Diệp Thần quỳ xuống, sắc mặt lại là hòa hoãn mấy phần. Hắn lại nghĩ tới Trang Bộ Phàm giao phó, liền đối với Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, muốn ta không làm khó dễ ngươi cũng có thể, nể tình ngươi thiên phú không tệ, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Dịch Bảo Các. Dịch Bảo Các ở Côn Lôn hư địa vị hẳn không dùng ta nhiều lời đi, phần cơ duyên này, có thể gặp không thể cầu. Nháy mắt tức thì, toàn bộ Dịch Bảo Các an tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới Dịch Bảo Các lại có thể dẫn đầu cho Diệp Thí Thiên ném ra cành ô liu. Đây chính là Dịch Bảo Các à. Ở Côn Lôn hư coi là một trong những đại thế lực liền à. Chỉ cần Diệp Thí Thiên gia nhập Dịch Bảo Các, vậy thì có vô tận tài nguyên đống triệt, Diệp Thí Thiên tất nhiên nhanh nhất thành là Côn Lôn hư chí cường người. Như vậy điều kiện thật là làm cho người ta động lòng. Bất quá cái này phiến lão đầu tiên là để cho Diệp Thí Thiên quỳ xuống. Sau đó lại lôi kéo, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Kỷ Gia Tiểu Thư môi khẽ cắn, nhìn một cái Diệp Thí Thiên, trong lòng hối tiếc không thôi. Nàng mặc dù muốn Diệp Thí Thiên gia nhập Kỷ Gia, nhưng là hết thảy đều phải xem Diệp Thí Thiên quyết định.
nàng không có tư cách trợ giúp Diệp Thí Thiên lựa chọn. Giờ khắc này, vô số ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Chờ đợi câu trả lời. Ở tất cả mọi người nhìn lại, cám dỗ này không cách nào cự tuyệt. Mà đang ở mấy giây sau đó, Diệp Thần cười, người dịch bảo các mời ta không có hứng thú. Còn nữa, huyết phong hoa là ta muốn người. Ngươi như lại bảo vệ trước người của nó, ta liền ngươi cùng nhau giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ dịch bảo các ngay tức thì yên tĩnh. Ngay cả hô hấp cũng mình ở. Tất cả mọi người tại chỗ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như gặp quỷ. Thẩm Thạch Khê khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa tức hộc máu. Sư tôn cái này là đang làm gì? Mặc dù hắn đứng sau lưng Vạn Đạo Kiếm Tôn và Vạn Kiếm Tông, nhưng là rất hiển nhiên, đây là dịch bảo các địa bàn. Một khi động thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiều năm qua như vậy, vẫn chưa có người nào dám ở dịch bảo các gây chuyện à. Liền liền Kỷ Gia tiểu thư xem Diệp Thần ánh mắt cũng là thay đổi. Ánh mắt này tựa hồ cảm thấy cái này kêu Diệp Thí Thiên người đàn ông không biết sống chết. Nàng vốn định cứu Diệp Thí Thiên, nhưng là bây giờ Diệp Thí Thiên đã đem người đắc tội chết, nàng làm sao cứu. Nàng ánh mắt hướng dịch bảo các trên lầu bắn tới. Quả nhiên, Trang Bộ Phàm chau mày, diễn cảm rất là không vui. Phiền phức lớn à? Diệp Thí Thiên, ta! Kỷ Gia tiểu thư mới vừa muốn khuyên gì, phiến lão thanh âm tức giận liền vang lên, Diệp Thí Thiên, xem ra ngươi là thật không biết rõ trước mắt tình cảnh. Ngươi cự tuyệt dịch bảo các mời, thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Phiến lão nhưng mà biết rõ Trang Bộ Phàm giao phó. Một khi Diệp Thí Thiên cự tuyệt, trực tiếp chém chết. Loại thiên tài này không thể là dịch bảo các sử dụng. Vậy người bất kỳ cũng không có tư cách có. Bây giờ thằng nhóc này như vậy cuồng ngông, vừa vặn cho hắn động thủ mượn cớ. Diệp Thần thần sắc rừng rưng, nhìn lướt qua đang vận công chữa thương huyết phong hoa, sau đó từng bước đi tới. Dịch bảo các đối với người khác mà nói, có thể là không dễ đắc tội tồn tại, nhưng là ở ta Diệp Thí Thiên trong mắt lại coi là cái gì, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, tránh ra, nếu không, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Giờ khắc này, Diệp Thần trên người ý định giết người phóng thích mở. Không sợ chút nào. Nếu như không phải là mới vừa rồi cái này phiến lão ra tay, hắn đã sớm bắt lại huyết phong hoa. Loại này âm hiểm hạng người, giết thì đã có sao. Dịch bảo các đuổi giết mình. Hắn có cái gì tốt sợ hãi. Sau ngày hôm nay, thế gian nào có cái gì Diệp Thí Thiên. Chỉ có hắn Diệp Thần. Phiến lão sắc mặt hoàn toàn xanh mét. Hắn không có thời gian đầu tiên động thủ, mà là nhìn về phía trên lầu Trang Bộ Phàm, đại nhân, Diệp Thí Thiên ở dịch bảo các động thủ, lại là không đem dịch bảo các uy nghiêm coi ra gì, ta thỉnh cầu động thủ chu diệt. Chính xác, Trang Bộ Phàm thanh âm trực tiếp rơi xuống. Giờ khắc này, toàn bộ dịch bảo các tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trang Bộ Phàm cũng đúng, vậy Diệp Thí Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Kỷ Gia tiểu thư vừa định đứng ra nói gì, bên cạnh nàng liền xuất hiện một cái ông già. Thấy cái này ông già, Kỷ Gia tiểu thư vội vàng nói, Vân Gia Gia, ngươi thực lực cường đại, ngươi hướng đi Trang Bộ Phàm van cầu tình, nói không chừng còn có cơ hội. Ông già lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Kỷ Gia mặc dù không sợ hãi Trang Bộ Phàm, nhưng là vì một cái người ngoài chọc giận dịch bảo các, giá quá lớn. Chuyện này... chúng ta vẫn là không nên nhúng tay đi. Cái này Diệp Thí Thiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng là quá mức cuồng ngông, tất nhiên thật sớm chết hiểu, loại người này không đáng giá được Kỷ Gia lôi kéo. Kỷ Gia tiểu thư con ngươi trợn to, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Vân Gia Gia lại có thể buông tha. Nhưng mà Diệp Thí Thiên, không có nhưng mà, từ Côn Lôn Hư lúc đi ra, lão gia có giao phó, ở loại chuyện như vậy nghe ta không sai. Kỷ Gia tiểu thư nhìn một cái Diệp Thần, thở dài một hơi, vẫn là lui xuống. Nàng có thể làm chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như mình cử động hại Kỷ Gia, vậy nàng chính là tội nhân thiên cổ. Mà giờ khắc này, Thẩm Thạch Khê đã biết tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn đi tới Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, ta tới đối phó, ngài rời đi trước. Nơi đây cao thủ đông đảo, hắn không có lựa chọn. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ sư tôn. Dĩ nhiên đến vạn bất đắc dĩ thời điểm,
hắn sẽ bại lộ thân phận. Vạn Kiếm Tông sợ hãi là Dịch Bảo Các tổng các. Trước mắt Trang Bộ Phàm, chẳng qua là một cái phân các đứng đầu, có cái gì tốt sợ hãi. Hắn cũng không tin, Dịch Bảo Các sẽ vì một cái Trang Bộ Phàm mà và Vạn Kiếm Tông đối lập. Bọn họ Vạn Kiếm Tông cũng không phải ăn chay. Phiến lão nghe được Thẩm Thạch Khê nói tiếng nói, cười lạnh một tiếng, còn muốn rời đi. Tiến vào Dịch Bảo Các thì chẳng khác nào tiến vào quỷ môn quan, có đi mà không có về. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Diệp Thí Thiên, ngươi tên tiểu súc sinh này, nhận lấy cái chết. Thẩm Thạch Khê nghe được câu này, cũng là nổi giận to gan. Diệp tiên sinh, nhưng mà ngươi có thể làm nhục. Dứt lời, Thẩm Thạch Khê xông ra ngoài. Trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, kiếm ảnh đầy trời cuộn sạch đi. Như vạn trường sóng biển. Vô cùng kinh người. Phiến lão nhướng mày một cái, ngược lại là không nghĩ tới cái này Thẩm Thạch Khê như thế đáng sợ, vậy không do dự, trong tay cây quạt một chuyển, tựa như biến thành một chuôi cong đao. Biến dạng không khí, hướng kiếm ảnh va chạm. Ùm ùm. Một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ Dịch Bảo Các. Phiến lão và Thẩm Thạch Khê rối rít lui về phía sau 6 bước. Không phân cao thấp. Phiến lão gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thạch Khê, dám hỏi các hạ là người nào, xem ngươi tu vi không tệ, vì sao phải ra tay bảo vệ người này. Ngươi có biết đắc tội Dịch Bảo Các ý vị như thế nào? Thẩm Thạch Khê cười lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa cuộn sạch đi, như muốn động Diệp tiên sinh, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Hắn thể biểu hiện trung thành. Diệp thần thành tựu Vạn Kiếm Tông sư tôn, lại là Vạn Đạo Kiếm Tôn truyền nhân. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Dù là bồi thượng toàn bộ Vạn Kiếm Tông vận mệnh. Mắt xem Thẩm Thạch Khê kiếm muốn chạm được phiến lão, Dịch Bảo Các trên lầu rơi xuống 4 đạo thân ảnh. Đồng loạt vây quanh Thẩm Thạch Khê. Cái này 4 người thực lực cực mạnh. Lại là lấy trận pháp thế đối mặt Thẩm Thạch Khê, giống nhau đem Thẩm Thạch Khê khép kín mở. Đồng thời 4 người động, Thẩm Thạch Khê ngay tức thì do chủ động đổi thành là bị động. Phiến lão biết cái này 4 người là Trang Bộ Phàm phái xuống, rất ý tứ rõ ràng, để cho hắn ngay lập tức giải quyết Diệp Thí Thiên. Không thể lại kéo. Hắn không do dự nữa, ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Thần, thằng nhóc, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là ta tự mình tháo xuống đầu lâu ngươi. Ý uy hiếp rất rõ ràng. Toàn bộ Dịch Bảo Các không người nào có thể cứu Diệp Thí Thiên. Duy nhất Thẩm Thạch Khê cũng là tự thân khó bảo toàn. Còn như thằng nhóc kia thực lực, hắn đã sớm nhìn ra, hẳn còn không có bước vào thần du cảnh. Mới vừa mới có thể chiến thắng Huyết Phong Hoa, hẳn là dựa vào bí pháp một loại. Phỏng đoán vậy bí pháp thời gian cũng không còn nhiều lắm kết thúc. Như vậy, hắn bắt lại Diệp Thí Thiên, như giết gà vậy ung dung. Diệp thần cổ tay run một cái, ánh sáng trắng ra khỏi vỏ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra Dịch Bảo Các là cố ý phải bảo vệ Huyết Phong Hoa. Đã như vậy, từ nay về sau, Dịch Bảo Các chính là ta Diệp Thí Thiên đá lót đường. Phá Dương kiếm vừa ra. Sát ý ngang dọc. Cảm thụ Diệp thần trường kiếm nhắm thẳng vào, kiếm khí tràn ra, phiến lão trong mắt nhiều hơn một tia nghiêm túc. Cuồng vọng tiểu súc sinh. Ngay sau đó, một tiếng hừ nhẹ, cổ tay run một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ. Toàn bộ quá trình, mau đến mức tận cùng. Ông! Công pháp vận chuyển. Quanh thân chân khí rót vào, trường kiếm chấn động, ánh sáng trắng lan truyền. Trong chốc lát, ánh sáng trắng nhức mắt, cả thế giới, hóa là màu bạc. Châm kiếm khí, như tuyết hoa rơi hạ, che trời xây. T. Vậy đầy trời ánh sáng trắng, vậy vô tận kiếm khí, tựa như đem cả thế giới bạc chứa làm khỏa, làm cho cả đài cao hóa là băng thiên tuyết địa. Mắt thấy như một màn này, những cái kia người tu luyện vây xem thay đổi thần sắc. Phiến lão lại bước vào siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Không đúng, là siêu phàm cảnh trung hậu kỳ. Cụ thể cảnh giới gì, chúng ta không nói ra được. Làm sao biết? Dịch Bảo Các, không hổ là Dịch Bảo Các. Cái này Diệp Thí Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Trong đám người một số người rối rít lắc đầu biểu thị thương tiếc, dẫu sao Diệp Thí Thiên cũng coi là một không thể có nhiều thiên tài. Phiến lão ngay tức thì bộc phát ra khí thế. Để cho người trợn mắt hốc mồm. Trận chiến này, phiền toái. Xa xa Kỷ Gia tiểu thư cầm trong tay ra cung tên bản muốn trợ giúp Diệp thần,
nhưng là bị Vân Gia Gia đè xuống. Giờ khắc này, Kỷ gia tiểu thư sắc mặt ngưng trọng. Mọi người thần sắc đại biến, cảm nhận được phiến lão thực lực, may là Diệp Thần cũng không khỏi được thần sắc đông lại một cái. Hắn mới vừa rồi đối phó Huyết Phong Hoa, hao phí cực mạnh chân khí. Thậm chí bị chút tổn thương. Bây giờ phải đối phó phiến lão, rất mệt khó khăn. Nhưng là hắn không có sợ hãi chút nào. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa một giọng nói vang lên. Đoạn Lôi Nhân, Đồ Nhi, ta lại cho ngươi một đạo lực lượng, cũng có thể để cho ngươi chống đỡ mấy phút. Nơi đây có một ít người đối với hiện tại ngươi mà nói có rất lớn uy hiếp, ngươi duy nhất muốn làm chính là chém chết trước mặt ông già, còn dư lại giao cho vi sư. Diệp Thần nghe được Đoạn Lôi Nhân nói tiếng nói, ngẩn ra, sư phụ, ngươi không phải nói không cách nào điều khiển ta thân thể sao? Đoạn Lôi Nhân cười một tiếng, trước kia có lẽ không thể. Nhưng là ta bây giờ nhưng có ngươi là ta tranh thủ tới thái cổ hư thực đan. Cái này thái cổ hư thực đan ta lưu một bộ sau chia ra làm là dạng bản, một phần khác ăn vào, cũng có thể giúp ngươi tranh thủ một ít. Tốt lắm, không nói nhiều nói, cái này ông già hơi thở tuy mạnh, nhưng là có ta cho ngươi vậy đạo lực tính, cùng với trước mặt mấy vị dạy ngươi đồ, đủ để nghiền ép. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt tản ra kiểu khác thần thái. Có Đoạn Lôi Nhân bảo đảm, hắn có gì sợ hãi? Nếu như Dịch Bảo Các là Côn Lôn hư thiên, vậy hắn Diệp Thần ngày hôm nay thì phải lấy Diệp Thí Thiên tên, thọt phá cái này Côn Lôn hư thiên. Kiếm pháp không tệ, chỉ tiếc kiếm thế hơi yếu, chưa vào kiếm đạo. Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Vạn đạo kiếm tôn vi sư, hắn tiếp nhận cao cấp nhất kiếm ý hướng dẫn. Trước mắt phiến lão kiếm ý mặc dù khí thế rất mạnh, nhưng là ở hắn trong mắt và rác dưới không việc gì khác biệt. Xem ta phá vỡ người băng thiên tuyết địa. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần một tiếng thét dài, thân hình bắn ra. Lực huyết long cùng với linh phù lực đồng loạt mở ra. Đối mặt cường giả loại này hắn không dám chút nào xem thường. Đạp đạp đạp, thương long huyễn thân quyết vận chuyển, một bước mấy chục mét. Diệp Thần cả người hóa thành hư ảnh. Vạn đạo kiếm pháp, kiếm lửa vẫn thiên. Bổn mạng linh phù, mở. Cùng lúc đó, Diệp Thần trực tiếp mở ra bổn mạng linh phù, trên mình tràn ra từng đạo cuồng bạo sấm sét. Thời khắc này hắn tựa như lôi đạo chân quân. Sơ hở rất rõ ràng mà. Đột nhiên nhìn thấy gì, Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Ông! Quanh thân chân khí bùng nổ. Một tiếng chân khí dưới vào phá dương kiếm, thân kiếm chấn động, kiếm minh chói tai. Phá! Diệp Thần thấy được cái này băng thiên tuyết địa chính giữa vết kiếm. Đúng như Diệp Thần trước nói, kiếm pháp này nhìn như sáng lạng, uy lực kinh người, khí thế nghiêm nghị, bất quá kiếm thế cuối cùng không dậy. Diệp Thần đâu? Ở luân hồi mộ địa bên trong lấy được trọng yếu nhất một cái cơ duyên, chính là lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, sinh ra kiếm thế. Từ đó hoàn thành lột xác, đánh hạ vững chắc cơ sở. Kiếm đạo của hắn chính là giết hại. Kiếm pháp trên, vạn kiếm tông đệ tử cũng chưa chắc có thể cùng Diệp Thần chống lại. Huống chi phiến lão. Cộng thêm bổn mạng linh phù lực lượng, một chiêu này vạn đạo kiếm pháp, Diệp Thần thẳng tới yếu hại. Rào rào. Liệt diễm đầy trời, nhất thời đuổi dùng mình, hòa tan băng thiên tuyết địa. Đinh. Bất quá là điện quang đá lửa bây giờ. Kiếm phong đáng hơn nửa không, mang vô tận liệt diễm hóa thành cự thú, hung hãn đánh vào phiến lão kiếm phong trên. Ông! Vạn vật thần phục, mặt đất chấn động. Một cổ cường đại kiếm thế bắn tán loạn ra, kiếm khí ngang dọc. Cái này, thật là cường đại kiếm thế. Cái này Diệp Thí Thiên. Cảm thụ vậy một cổ kiếm khí, trên quảng trường không ít người trợn to hai mắt. Kiếm thế, thật là bá đạo kiếm thế. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo của mình. Kiếm này đạo thật là bá đạo, mới vừa rồi cái này Diệp Thí Thiên đối phó Huyết Phong Hoa, mặc dù rất cường thế, nhưng là tuyệt đối không có thi triển kiếm đạo, nhưng mà trước mắt. Hắn mới hơn 20 tuổi à, lại có thể đối với kiếm đạo cũng như này sâu sắc lĩnh ngộ. Cho dù là vạn kiếm tông cường giả vậy không nhất định như vậy à. Người vây xem rối rít đổ hít một hơi khí lạnh. Kỷ gia tiểu thư thấy một màn này. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh ông già, Vân Gia Gia, ngươi xem, cái này Diệp Thí Thiên liền kiếm đạo cũng lĩnh ngộ, loại thiên phú này người,
thật không đáng giá được Kỷ gia bí quá hóa liều sao? Nếu như Tư Thanh tỷ tỷ ở nơi này, tất nhiên cũng biết hết sức tranh thủ à. Ông già nhíu mày một cái, động dung mấy phần, nhưng vẫn là kiên định nói, trước xem nói sau. Đinh! Mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau, toàn bộ tình cảnh rơi vào ngắn ngủi yên lặng lúc đó, một hồi tiếng va chạm giòn giã truyền ra. Làm sao biết? Phiến lão trong mắt mang một tia ánh mắt khó thể tin, thân hình đổ bay ra. Phốc suy! Phun ra một ngụm máu tươi, khóe môi nhếch lên một tia vết máu, phiến lão sắc mặt đã tái nhợt. Một chiêu giao phong. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, hơn nữa còn là ở mình đầu tiên xuất thủ dưới tình huống, lại trực tiếp bị Diệp Thí Thiên nghiền ép. Diệp thần không đơn thuần thủng kiếm của mình phong, lại là chạy thẳng tới mình sơ hở tới. Nếu không phải phiến lão phản ứng kịp thời, ước chừng một chiêu này chỉ sợ sẽ gặp mất mạng suối vàng. Mấu chốt cái này Diệp thần bùng nổ lực lượng lại có thể trực bức siêu phàm cảnh. Một người còn không có bước vào thần du cảnh tiểu tử làm sao bùng nổ siêu phàm cảnh lực lượng. Cái này Diệp thần mang cho phiến lão rung động, khó có thể tưởng tượng. Phiến lão ánh mắt vùng vẫy. Không chịu nổi một kích. Một chiêu thuận lợi, nhìn đổ bay ra phiến lão, Diệp thần không để ý đến rung động mọi người, càng không để ý đến hoảng sợ phiến lão, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vạn đạo kiếm tôn kiếm kỹ, cộng thêm huyết long và linh phù lực. Còn dám khinh thị mình, nhất định chính là tự đào mộ. Bất quá cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn. Nếu không cái này phiến lão ở vạn đạo kiếm ý dưới, hẳn đã sớm chết. Ngươi còn dám ngăn trở. Diệp thần lớn tiếng quát lên. Đạp đạp đạp. Dưới chân sinh gió, thương long huyễn thân quyết bước ra, Diệp thần cả người hóa là gió lớn, dậm chân lên. Một kiếm chém thương khung. Một tiếng thét dài. Phá dương kiếm lần nữa bắn ra. Xé kéo. Kinh khủng kiếm khí lan truyền, cường hãn kiếm thế tràn ngập. Một hồi nặng nề biến dạng tiếng truyền tới, cái này một mảnh không gian, tựa như bị hoàn toàn biến dạng. Kiếm phong qua, mắt thường có thể thấy được, mặt đất nứt ra, đồ gỗ nội thất vỡ vụn. Lấy cường đại kiếm thế thành tựu chống đỡ, hôm nay Diệp thần thi triển ra kiếm pháp, cực kỳ cường thế. Cẩn thận. Tự tìm cái chết. Xa xa trang bộ phàm diễn cảm dữ tợn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này hơi thở lại có thể quỷ dị vậy lại lớn mạnh. Cho dù là bí thuật cũng không khả năng như thế chứ. Tiểu tử này thân thể như thế nào chịu nổi. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao. Giờ phút này, Diệp thần lần nữa giết ra, lấy thế lôi đình hướng phiến lão nghiền ép đi, căn bản không cho phiến lão cơ hội thở dốc. Mắt thấy như một màn này, Dịch Bảo các người, nhất thời nóng nảy. Từng trận tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Oanh! Làm sao, nước xa không cứu được lửa gần. Trước khi một chiêu giao phong, dựa vào bổn mãng linh phù, tìm được đối phương sơ hở, Diệp thần không đơn thuần thủng phiến lão kiếm phong, lại là chấn động phiến lão ngũ tạng lục phủ, khuấy quanh người hắn khí huyết. Hôm nay, thân hình không yên, khí huyết quay cuồng. Phiến lão như thế nào là Diệp thần đối thủ? Xa xa những cái kia Dịch Bảo các trưởng lão, căn bản cũng không nghĩ ra Diệp thần sẽ mạnh như vậy thế, như thế nào có thể đủ ra tay ngăn trở. Một hồi tiếng nổ tung, đợt khí lăn lộn, đầy trời kiếm khí. Ông! Nhưng gặp, ở một hồi tiếng rên rỉ chính giữa, phiến lão cây quạt trong tay hóa thành vũ khí, bị chấn động bay ra. Rầm rầm! Sắc mặt tái nhợt. Phiến lão trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn cả người như con diều đứt dây, hướng Dịch Bảo các một mặt vách tường đập xuống đi. Một chiêu này, Diệp thần như mang theo tinh thần thế, nghiền ép thế gian hết thảy. Thời khắc này Diệp thần, như thần ma hạ xuống. Phiến lão, bị hoàn toàn trấn áp. Cho đến một ngạt tiếng truyền tới, bụi bặm vang lên, toàn bộ giao dịch bảo yên lặng ở yên tĩnh như chết chính giữa. Phiến lão, ngươi như thế nào? Phiến lão, tiểu súc sinh này. Cho đến Dịch Bảo các người chạy tới, từng trận lo lắng thanh âm truyền tới, nhìn đoàn người chuẩn bị đem khóe môi nhếch lên máu tươi phiến lão đỡ dậy, mọi người tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rào rào. Tất cả mọi người đều sôi trào lên. Chẳng ai nghĩ tới vậy Diệp Thí Thiên lại có thể cường thế đạo như vậy đến nước. Trời, ta không phải đang nằm mơ chứ. Có người không nhịn được xoa xoa mình ánh mắt.
trước mắt thấy hết thảy, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Không nằm mộng, cái này, siêu phàm cảnh phiến lão lại không địch lại Diệp Thí Thiên. Thảm bại, trận chiến này Diệp Thí Thiên có thể nói là cường thế nghiền ép à. Hai chiêu, vẻn vẹn chỉ là hai chiêu giao phong chứ. Chiêu thứ nhất phá vỡ phiến lão kiếm pháp, chiêu thứ hai chính là trực tiếp nghiền ép. Trận chiến này, Diệp Thí Thiên lấy dễ như bỡn lực trấn áp dịch bảo các phiến lão. Tại sao có thể như vậy? Phiến lão nhưng mà siêu phàm cảnh trong hậu kỳ cường giả à. Thậm chí thực lực tầng thứ phía trên, sợ là tại chỗ phần lớn người đều không cách nào sánh bằng. Có thể nói là dịch bảo các hoa hạ phân các nhân vật trọng yếu. Mà vậy Diệp Thí Thiên, ba ngày thời gian rốt cuộc đột phá đến cảnh giới gì vẫn là một cái mê, hắn như thế nào làm được nghiền ép. Mọi người trố mắt nhìn nhau, kêu lên liền liền. Thật sự là cuộc chiến đấu này, bùng nổ quá mạnh, kết thúc quá nhanh, để cho người phản ứng không kịp nữa. Cái này để cho mọi người, tâm tình lại cũng không cách nào bình tĩnh. Toàn bộ dịch bảo các lúc này có thể nói là nhấc lên cơn sóng thần. Đang cùng bốn vị cường giả giao thủ Thẩm Thạch Khê cũng là con ngươi co rúm một cái, thở dài một hơi. Hắn vẫn là xem nhẹ Diệp Thần. Vạn đạo kiếm tôn học trò quả nhiên yêu nghiệt. Mà dưới mắt, hắn phải nhanh lên thoát khỏi bốn vị này siêu phàm cảnh cường giả. Vân Gia Gia, người bây giờ còn do dự cái gì, Diệp Thí Thiên lại có thể nghiền ép phiến lão, hắn mới 20 tuổi à, hôm nay Kỷ Gia không tranh thủ Diệp Thí Thiên, vậy chờ Diệp Thí Thiên chân chính lớn lên, khi đó chính là Kỷ Gia vậy không với cao nổi à. So sánh với kêu lên và hoảng sợ mọi người, Kỷ Gia tiểu thư thấy cái kết quả này sau đó, nhưng là hồi hộp. Treo lòng, nhất thời để xuống, trên mặt không nhịn được đầy nổi lên nụ cười hưng phấn. Nàng bên cạnh ông già con ngươi từ ngưng trọng đổi là khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, dường như muốn đem người này nhìn thấu. Tên này, lúc nào đổi được mạnh như vậy? Ông già khóe miệng không nhịn được quất một cái. Như vậy tốc độ tăng lên, đã vô cùng là khủng bố. Càng không từng nghĩ đến chính là, hắn thi triển kiếm kỹ cũng là chưa bao giờ gặp qua. Loại người này, hoặc là có đại cơ duyên người, hoặc là sau lưng có cường đại thế lực chống đỡ. Người này họ Diệp. Chẳng lẽ là Côn Lôn hư cái đó Diệp ra? Mắt xem dịch bảo các người phải đem trọng thương phiến lão dẫn rời, Diệp Thần bước ra một bước lạnh như băng con người bắn về phía những người đó, ta có để cho các người mang đi sao? Lời này vừa nói ra, những cái kia dịch bảo các người nhất thời không dám động. Dẫu sao mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm quá mức khủng bố. Bọn họ sắc mặt đều là vẻ khó xử. Thậm chí có chút bực bội. Thành tựu dịch bảo các người, mặc dù là phân các, nhưng là bọn họ hồi nào nhận bực này ủy khuất. Bị người uy hiếp được cửa nhà. CMN. Mấu chốt phiến lão đã bị thương thành như vậy, ân oán cũng không xê xích gì nhiều, thằng nhóc này lại còn không định bỏ qua cho. Diệp Thần trong tay phá dương kiếm một chuyển, nhắm thẳng vào phiến lão, nhàn nhạt nói, ta nói. Ai dám ngăn trở ta mang đi huyết phong hoa, hẳn phải chết. Nói đã xuất, cái này phiến lão nếu ngăn trở, hắn liền đáng chết. Thời khắc này Diệp Thần, tựa như người phán quyết. Giết hại khí bọc, huyết long ngưng tụ. Tựa như huyết long từ trong thân thể tràn ra bàn lượn quanh ở Diệp Thần chừng. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như mới vừa rồi không có đoạn lôi nhân trợ giúp, kết quả kia lại là như thế nào? Chết chính là hắn. Ai cho hắn thương hại? Cho nên, cái này phiến lão phải chết. Những người đó chỉ có thể nhìn về phía trên đài hai tay thua lập Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, chân khí rung động. Nhảy xuống. To gan Diệp Thí Thiên. Không chỉ dám ở ta dịch bảo các động thủ, thậm chí liền ta dịch bảo các người vậy không buông tha. Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào? Ta bỏ mặc ngươi là tới từ Hoa Hạ. Hay là đến từ Côn Lôn hư cái gì tông môn, quỳ xuống thần phục, nếu không ta để cho ngươi từ đây biến mất. Hôm nay có ta ở đây, phiến lão ngươi không có tư cách động. Khí tức cường đại cuộn sạch. Siêu phàm cảnh đỉnh cấp Trang Bộ Phàm rốt cuộc ra tay. Vô tận uy nghiêm bao trùm mở. Tất cả mọi người đều nín thở. Tựa như sợ. Nguyên bản dự định xuất thủ Kỷ Gia ông già cũng là không nhúc nhích. Lúc đầu xem ở Diệp Thần thiên phú cùng với kiếm đạo ý, hắn dự định ra tay lôi kéo Diệp Thần, bán cái tình cảm.
nhưng là bây giờ Trang Bộ Phàm tự mình đứng ra, sự tình kia liền nghiêm trọng. Trực tiếp đưa lên đến giao dịch bảo tổng các. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta muốn giết người, cho tới bây giờ không người nào có thể ngăn trở, lão đầu kia chính là tốt nhất kết quả, người muốn ngăn trở, người chắc chắn có cái này tư cách. Dứt lời, Diệp Thần ý định giết người phóng thích. Vậy từ dịch bảo các vỗ được linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp bắn ra. Không có bất kỳ do dự. Kiếm này vốn định đưa cho mẫu thân Giang Nữ Dung, bây giờ nhìn lại, sẽ dùng tới đánh dịch bảo các mặt đi. Vèo. Vô số sấm sét quấn quanh ở trên linh kiếm. Thậm chí Diệp Thần ngón tay bóp quyết, một giọt máu tươi và phù văn in ở trên linh kiếm. Linh kiếm chớp mắt gian hóa là vô số hư ảnh. Tìm không gặp. Trang Bộ Phàm diễn cảm thay đổi, vội vàng ngăn lại linh kiếm hư ảnh. Nhưng là hư ảnh quá nhiều, rậm rạp chằng chịt. Hắn cản trở phần lớn. Nhưng là vô dụng. Linh phù chi đạo, nhưng mà hắn có thể nhìn thấu. Phốc xích. Linh kiếm trực tiếp đâm vào phiến lão tim. Huyết dịch văng khắp nơi. Phiến lão trợn to mắt mâu, hắn căn bản không nghĩ tới Trang Bộ Phàm ra tay, mình cũng sẽ chết. Mấu chốt là chết tại đây Diệp Thí Thiên trên tay à. Hắn không cam lòng à. Máu tươi từng ngụm khạc ra, hắn sức sống điên cuồng trôi qua. Cuối cùng, ngã xuống vũng máu bên trong. Trang Bộ Phàm, ta muốn giết người, bây giờ, người cảm thấy người có tư cách ngăn trở sao? Còn nữa, ta phải dẫn đi Huyết Phong Hoa, người nếu để cho ta không thích, ta không ngại cũng đem người chém chết. Lời nói lạnh như băng rơi xuống. Chút nào không cho dịch bảo các bất kỳ tình cảm. Bót bót. Diệp Thần vậy lãnh đạm một phen, nghe vào Trang Bộ Phàm trong tai, nhưng giống như sấm nổ tung, liền tựa như bạt tai vang dội. Diệp Thần hời hợt, như vậy lạnh nhạt nói ra những lời này. Đây mới là đối với dịch bảo các lớn nhất làm nhục. Đối với hắn Trang Bộ Phàm lớn nhất làm nhục. Tựa như bây giờ, Trang Bộ Phàm cảm nhận được, cả thế giới, nhìn hắn ánh mắt, cũng đang giễu cợt. Cũng đang cười lạnh. Thật ra thì, những người đó người vây xem nào dám cười à. Trừ rung động vẫn là rung động. Phốc suy. Trong lòng quính lên, Trang Bộ Phàm thần hồn hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Vô hình này trả thù, mới là kinh khủng nhất. Sau ngày hôm nay, cái này Diệp Thí Thiên nếu như không chết, tất nhiên trở thành một cái trò cười. Giao dịch bảo tổng các làm sao xem hắn. Liên dịch bảo các tôn nghiêm cũng không phòng giữ được, hắn chính là dịch bảo các tội nhân thiên cổ. Trang Bộ Phàm làm sao sẽ để cho Diệp Thần rời đi, hắn thực lực tuyệt không phải phiến lão chi lưu có thể sánh bằng. Diệp Thí Thiên có thể chiến thắng phiến lão, nhưng là hắn có thể chiến thắng Trang Bộ Phàm. Diệp Thí Thiên, người cuồng ngông quá mức. Trang Bộ Phàm hướng Diệp Thần đi tới. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng trường kiếm đứng, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được chân khí đang điên cuồng trôi qua. Mặc dù mới vừa rồi nghiền ép phiến lão, nhưng là đối với hắn tổn thương vậy là rất lớn. Nếu như tái chiến, hắn thực lực tất nhiên rơi xuống rất lớn một tầng. Rầm rầm, gió lạnh gào thét, ở Diệp Thần suy tính chính giữa, một đạo thân hình chợt lóe lên, đảo mắt bây giờ khoảng cách Diệp Thần bất quá mấy chục mét. Mặc một bộ áo xanh, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hai tròng mắt bây giờ sắc bén phun trào, sát cơ lẫm liệt. Trang Bộ Phàm vẫn là ra tay. Hắn ánh mắt, gắt gao phong tỏa Diệp Thần, giống như một đầu mãnh thú, tùy thời chuẩn bị đánh ra, đem Diệp Thần hoàn toàn biến dạng. Diệp Thần, hôm nay, liền để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi thực lực. Ngươi thiếu ta dịch bảo các, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ông, cổ tay run một cái, trường kiếm xuất khiếu, kiếm phong trên. Sắc bén lóe lên. Trang Bộ Phàm mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần, mặt không cảm giác hừ lạnh nói. Vậy một phen chính giữa, hàm chứa vô tận hận ý. Diệp Thần giết phiến lão, thiếu chính là dịch bảo các nợ máu. Kiếm thế bay lên, kiếm khí lăng như vậy. Trang Bộ Phàm tay cầm trường kiếm, đứng ở đó bên, chưa từng ra chiêu, từng đạo như thực chất yếu kiếm khí, nhưng là đã bắt đầu quét sạch. Gió lạnh sắt sắt. Thiên địa yên tĩnh. Cả thế giới, cũng thanh lạnh xuống. Nợ máu trả bằng máu. Cảm thụ cái này một cổ kiếm ý, Diệp Thần con ngươi mơ hồ co rúm một cái.
Trang Bộ Phàm, quả nhiên là một cái cường giả. Chỉ một chính là giờ phút này tản mát ra cái này một cổ kiếm ý, liền đã không phải là phiến lão hạng người có thể sánh bằng. Muốn ta nợ máu trả bằng máu, vậy cũng muốn xem ngươi thực lực. Ông, cổ tay run một cái, quanh thân chân khí bùng nổ, phá dương kiếm chấn động, phát ra một hồi khẽ rên, truyền khắp dịch bảo các. Trong một cái chớp mắt này, chiến đấu không dậy, hai cổ cường đại kiếm ý, nhưng là đã dẫn đầu ở giữa thiên địa dây dưa và va chạm. Gió lạnh như đao, hóa thành từng đạo kiếm khí. Va chạm bây giờ, phát ra từng cơn một ngạt tiếng. Đây mới là cường giả tỷ đấu. Thật là cường đại kiếm ý. Kiếm thế còn chưa hoàn toàn dâng lên, kiếm ý nhưng là đã để cho người rợn cả tóc gáy. Nghe nói Trang Bộ Phàm kiếm ý xuất xứ từ ngàn năm trước khi nhất đại kiếm thần Trang Hữu Đạo, tự nhiên phi phàm. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này Diệp Thí Thiên, lại. Thời gian tựa như định cách, hai đạo thân ảnh kia chậm chạp không nhúc nhích, mọi người nhưng là đã dẫn đầu cảm giác nghẹt thở. Chiến! Đột nhiên, một hồi tiếng hét lớn truyền tới. Trang Bộ Phàm quanh thân khí thế bùng nổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đợt khí lăn lộn. Trang Bộ Phàm quanh thân trường sam, ở gió lớn chính giữa bót bót múa, như rồng như rắn. Kiếm phong trên, ánh sáng lóng lánh, kiếm quang, che khuất bầu trời. Đãng Cửu Châu! Cổ tay run một cái, kiếm quang lóe lên bây giờ, hóa ra đầy trời kiếm khí, Trang Bộ Phàm hướng Diệp Thần chạy thẳng tới đi. Khí thế thật là mạnh mẽ. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Một chiêu này, thật là mạnh mẽ. Trời, siêu phàm cảnh đỉnh cấp. Cái này, tầm thường siêu phàm cảnh đỉnh cấp, chưa chắc có khí thế như vậy chứ. Chẳng lẽ Trang Bộ Phàm lập tức muốn bước vào cảnh giới kế tiếp? Cái này Trang Bộ Phàm, vô hạn đến gần nhập thánh cảnh. Hắn sức chiến đấu, chỉ sợ đã sánh bằng nhập thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Diệp Thí Thiên cố nhiên nghịch thiên, nhưng là muốn ứng đối Trang Bộ Phàm. Tuyệt đối khó khăn. Lần này, thiên tài phải bỏ mạng. Cường giả ra tay một cái, liền biết có hay không. Theo Trang Bộ Phàm thân hình bắn ra, mọi người trợn mắt hốc mồm. Quảng trường dưới, Kỳ Gia tiểu thư đổ hít một hơi khí lạnh, theo bản năng hướng Vân Gia Gia bên người nhích lại gần, thậm chí không dám đi xem. Nàng rất sợ Diệp Thí Thiên xảy ra chuyện, hóa là một đạo xương máu. Cái này Trang Bộ Phàm mạnh ra phiến lão đâu chỉ một điểm nửa điểm. Một chiêu này Đãng Cửu Châu, cuộn sạch đầy trời mưa gió, lấy thiên địa lực hóa là đầy trời kiếm khí, tựa như thật muốn quét sạch Cửu Châu, không người nào có thể ngăn cản. Diệp Thí Thiên, như thế nào ngăn cản? Quả nhiên, bây giờ Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng. Nhìn kiếm ý cuốn tới, Diệp Thần chỉ có thể nhắm mắt lên. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Hắn nhìn một cái luân hồi mộ địa, không có động tĩnh chút nào. Bỏ mặc, Diệp Thần không có dẫn động bất kỳ kiếm ý, mà là ngón tay bóp quyết, bổn mạng linh phù sử dụng. Vô số sấm sét xông ra, hình thành một đạo bình phong che chở, ngăn trở ở trước người. Hắn phải chịu đựng một kích này. Hắn bây giờ đan điền chân khí hoàn toàn không có, căn bản không cách nào vận dụng vạn đạo kiếm tôn dạy hắn kiếm ý. Từng cái cường giả thay nhau lên, là một người cũng không chịu nổi à. Mấu chốt thời khắc này Diệp Thần chỉ bất quá chân nguyên cảnh tầng thứ 8 à. Có thể làm được như vậy, đã vượt qua thường nhân. Cũng chính là ở Diệp Thần linh phù ngưng tụ xong tất trong nháy mắt, Trang Bộ Phàm mạnh mẽ kiếm thế đã hướng Diệp Thần chấn áp xuống. Như sấm nổ tung, thiên địa tan vỡ. Phốc suy, kinh khủng đánh vào để cho Diệp Thần thân hình run rẩy kịch liệt. Vậy như Thái Sơn áp đỉnh thế, để cho bình phong che chở, mơ hồ tan vỡ. Theo sát lực lượng gia tăng, bình phong che chở, ngay tức thì chia 5 x 7. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Theo linh phù trận pháp tan biến, Diệp Thần thần hồn chấn động, trong cơ thể máu tươi lăn lộn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí. Mà đây không phải là toàn bộ. Trang Bộ Phàm kiếm không có bất kỳ dừng lại. Mặc dù linh phù cản trở mấy phần, nhưng là xa xa không đủ. Trang Bộ Phàm lạnh lùng cười. Hắn đã cảm giác được Diệp Thần yếu ớt. Đây cũng là cơ hội của hắn. Xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Cái này Diệp Thí Thiên mạnh hơn nữa, vậy hám không nhúc nhích được dịch bảo các.
hám không nhúc nhích được hắn trang bộ phàm. Giờ phút này, Diệp Thần con người cấp tốc co rút lại, gió lạnh chính giữa, hắn có thể làm, chính là toàn lực ngăn cản đi. Ngay tức thì, nặng nề tiếng nổ nổ tung. Phốc phốc phốc, quanh thân xương cốt tựa như vỡ vụn, Diệp Thần trước mắt tối sầm, khóe miệng máu tươi lần nữa tràn ra. Đây là lực lượng bực nào? Thật là bá đạo nhất kích. Một kích này chính giữa, hàm chứa muôn vạn lực, như thiên quân vạn mã chân áp xuống. Nếu không phải trước lúc này, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở một kích này chính giữa, bình phong che chở trợ giúp Diệp Thần tan mất phần lớn lực lượng, chỉ lần này nhất kích, chỉ sợ liền đủ để cho Diệp Thần hóa là thịt nát. Kinh khủng lực trùng kích dưới, Diệp Thần thân hình hướng phía sau bạo bay ra. Rào rào. Thậm chí bất đồng Diệp Thần đập rơi trên mặt đất, trang bộ phàm lần nữa hướng Diệp Thần cuốn tới. Tiểu xúc sinh, người ngược lại là cuồng à. Kỷ gia tiểu thư thấy Diệp Thần như vậy, nóng nảy, vội vàng cầm lên tràn đầy ngọn lửa cung tên. Mới vừa dự định hướng trang bộ phàm bắn ra một kiếm. Một đôi tay ngăn cản. Tiểu thư, thôi, cái này Diệp Thí Thiên đắc tội chết dịch bảo các, kỷ gia vậy không cứu được hắn. Trang bộ phàm chỗ ở nhà cái, có nhất định dịch bảo các cổ phần, cho nên trang bộ phàm coi như là tổng các người, người hiện đang xuất thủ, xảy ra đại sự. Kỷ gia tiểu thư sắc mặt tái nhợt, nàng cảm giác chân khí của mình cũng bị rút ra. Nàng quay đầu nhìn về phía ông già, Vân Gia Gia, người mau buông tay, ta luôn cảm giác Diệp Thí Thiên đáng chúng ta kỷ gia làm như vậy. Thật ra thì kỷ gia cô gái, thân thể bên trong cũng cất giấu một đạo thiên phú. Có thể cảm giác bộ phận tương lai khuynh hướng. Kỷ Tư Thanh 5 năm trước cứu Diệp Thần chính là bởi vì vậy đạo thiên phú. Mà bây giờ, vị này kỷ gia cô gái tự nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Đáng tiếc bên cạnh ông già không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người đều thổn thức không dứt. Vốn là lấy là có thể làm chứng một vị côn lôn hư thiên tài ra đời. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không thể nào. Thiên tài định trước chết yểu. Huyết Phong Hoa cũng là từ trong tu luyện tỉnh hồn lại, hắn thật dài thở ra một hơi. Quỷ môn quan đi một lần. Nhìn Diệp Thần, hắn gương mặt dữ tợn, tiểu xúc sinh, dám đắc tội Huyết Minh và Dịch Bảo Các, ngươi là cái đầu tiên. Dĩ nhiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Ha ha, không biết sống chết. Thẩm Thạch Khê tự nhiên phát giác Diệp Thần nguy hiểm, mới vừa muốn xông qua. Vậy bốn vị Dịch Bảo Các cường giả nhưng là ngăn cản Thẩm Thạch Khê đường đi, thậm chí nhất kích thương tổn tới Thẩm Thạch Khê. Đáng chết, nếu quả thật nguy hiểm, ta chỉ có thể công bố Vạn Kiếm Tông thân phận. Mà giờ khắc này, Diệp Thần tay run run, gắt gao nhìn chằm chằm cuốn tới trang bộ phàm. Cảm thụ tử vong phủ xuống, Diệp Thần sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Đừng hòng giết ta. Đột nhiên, sống chết trước mắt. Luân hồi mộ địa bên trong tản mát ra một tia dòng nước ấm. Đồng thời một giọng nói vang lên, đồ nhi, tiếp theo giao cho vi sư đi, cái này thái cổ hư thực đan có chút vấn đề, cũng không biết là tên phế vật kia luyện chế, nhưng là có thể miễn cưỡng thi triển một số lực lượng, đối phó tên kia, vậy là đủ rồi. Diệp Thần con ngươi vui mừng. Được. Thoáng qua bây giờ, Diệp Thần ánh mắt thay đổi. Tựa như mãi mãi chim mâu. Nhìn thấu hết thảy. Nếu như người có lòng, tất nhiên sẽ nhận ra được Diệp Thần thời khắc này trong mắt lóe lên một tia sấm sét. Chấn Lôi Tông Đoạn Lôi Nhân. Diệp Thần nhìn trang bộ phàm mang cực mạnh kiếm ý rơi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ bên ngoài lực lượng cứ như vậy không chịu nổi. Xem ra vậy trên trận cổ đại chiến hủy diệt quá nhiều đồ, liền toàn bộ trái đất căn cơ cũng phá hủy mấy phần, linh khí mỏng manh, cường giả muốn lên cấp liền khó hơn. Trang bộ phàm nghe được cái này không giải thích được tiếng nói, nhíu mày một cái, mắng liền một câu dừng bút, hai tay linh khí rực rỡ, một kiếm này càng phát ra khủng bố. Thế phải đem cái này Diệp Thí Thiên hóa là một đạo xương máu. Không biết sống chết tiểu bối. Diệp Thần nhàn nhạt khạc ra một câu, sau đó nhìn một cái trong tay mình phá dương kiếm. Ta không thích dùng kiếm, vậy thì thu hồi đi. Dứt lời. Phá dương kiếm sẽ thu hồi đến luân hồi mộ địa. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều bối rối. Cái này Diệp Thí Thiên nổi cơn gì? Liền kiếm cũng không dùng. Chẳng lẽ buông tha?
Huyết Phong Hoa cười, Trang Bộ Phàm cũng cười. Kiến càng hám cây nói chi là giao dịch. Diệp Thí Thiên buông tha là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người nụ cười đọng lại. Chỉ gặp Diệp Thần bước ra một bước, đi tới Dịch Bảo Các ở giữa trồng một cây cây mai trước. Rắc rắc, trực tiếp tháo xuống cành hoa mai. Sau đó cành hoa mai chỉ Trang Bộ Phàm, nhàn nhạt nói, đối phó ngươi, cái này cành hoa mai đủ. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ xem Diệp Thí Thiên như kẻ ngu vậy. Bình thường cành hoa mai còn muốn giết người. Cái này Diệp Thí Thiên chẳng lẽ không chịu nổi áp lực điên rồi. Kỷ gia tiểu thư cùng với Vân gia gia lại là trợn mắt hốc mồm, làm kịp phản ứng, liền lắc đầu đứng lên. Cái này Diệp Thí Thiên cuồng ngông, buồn cười. Cành hoa mai thế nào giết người? Nói không chừng Trang Bộ Phàm kiếm khí cũng đủ để hủy diệt. Đây là đùa lửa tự thiêu. Mà giờ khắc này, đón vậy một đạo cấp tốc bắn tới kiếm quang, Diệp Thần không lùi mà tiến tới. Cành hoa mai rung động, phát ra một hồi khẽ rên, như rồng bay lên không. Hô hô, phong vân biến ảo. Cành hoa mai, dẫn động vạn tượng. Tựa như thiên địa vạn tượng, hết sức là sử dụng. Vậy một đạo hoa mai dấu vết, bước ngang qua ngàn trượng, chia nhỏ thiên địa. Phá, oanh, như chín tầng trời kiếm rơi, giờ khắc này, thiên địa yên lặng, mây sấm vang khắp. Cành hoa mai, mang theo thiên địa thế, như vương giả hạ xuống. Lại so Diệp Thần mới vừa rồi thi triển bất kỳ kiếm ý đều mạnh hơn. Diệp Thần hoa mai thế, bị thúc dục phát đến trình độ cao nhất, một chiêu này uy lực, bị bùng nổ đến trình độ cao nhất. Ùng ùng, sấm nổ tung, thiên địa run rẩy. Từng trận tiếng nổ, như huyền sấm lăn lộn. Toàn bộ Dịch Bảo Các, trong một cái chớp mắt này chấn động lên, tựa hồ muốn sụp đổ. Vậy bên cạnh Ngưng Hồn Đài nhưng là không chịu nổi cành hoa mai lực lượng, trực tiếp vỡ vụn. Ở giữa thiên địa, đều là hoa mai. Tất cả mọi người trong mắt cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Cái này mẹ hắn là cành hoa mai lực lượng. Tỷ thí thế nào thiên cấp linh kiếm còn đáng sợ hơn. CMN. Không tốt, lui. Theo những cái kia cường hãn hoa mai thế, tràn ra ra, xem cuộc chiến người không khỏi được rối rít thay đổi sắc mặt. Từng trận tiếng kinh hô chính giữa, đám người vội vàng hướng phía sau thối lui, để tránh vạ lây người vô tội. Sột sột, cuồng phong thổi loạn, kiếm khí ngang dọc, ở chỗ cốt lõi, cành hoa mai và Trang Bộ Phàm trường kiếm trong tay, dây dưa chung một chỗ. Như hai đạo thiên ngân, lẫn nhau chống lại. Oanh, sốt cuộc, rằng co không biết bao lâu thời gian, theo một hồi tiếng nổ bỗng nhiên nổ tung, Diệp Thần không nhúc nhích Thái Sơn. Một bên khác, Trang Bộ Phàm nhưng là thảm. Cường đại lực phản chấn dưới, thân hình hắn vậy lảo đảo lui về phía sau đi. Ước chừng thối lui ra hơn 10 bước, cái này mới đứng vững thân hình. Trang Bộ Phàm diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy, càng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay cành hoa mai. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi. Hắn khủng hoảng. Hắn thậm chí cảm giác đứng trước mặt Diệp Thí Thiên biến thành một người khác. Bỏ mặc khí thế vẫn là cái gì? Ngươi, rốt cuộc là ai? Ổn định thân hình, nhẹ thở dốc, nhìn Diệp Thần, Trang Bộ Phàm thần sắc âm trầm. Diệp Thần cười, giơ giơ lên trong tay cành hoa mai, nhàn nhạt nói, chính là tiểu bối, có cái gì tư cách biết, dù là ngươi nhà cái lão tổ tới, cũng phải ở ta trước mặt quỳ xuống. Bây giờ, ngươi có bằng lòng hay không quỳ? Quỳ ngươi, tự tìm cái chết. Hít sâu một hơi. Trang Bộ Phàm giống to. Ngay sau đó, một hồi thét dài, bước ra một giọt máu tươi tại trên trường kiếm, Trang Bộ Phàm lần nữa giết ra. Khí thế leo lên. Giang sông cuồn cuộn. Trường kiếm múa, cuốn lên gió lớn. Kiếm khí ngang dọc, hóa là sông dài. Trường Giang hét lớn, lăn lộn gầm thét, giống như một cái cự long, phải đem Diệp Thần hoàn toàn chiếm đoạt. Lần này, Trang Bộ Phàm mở hết hỏa lực. Một chiêu này, ngay cả là nhập thánh cảnh cường giả, đều khó ngăn cản. Diệp Thí Thiên, còn có thể ngăn cản. Trang Bộ Phàm không tin. Đối mặt khí thế như vậy hào hùng một chiêu, tất cả mọi người lòng, cũng treo lên. Trường Giang sông lớn, vì ngươi sử dụng. Vậy thì như thế nào? Cành hoa mai đủ. Diệp Thần dửng dưng như thường. Dứt lời, Diệp Thần quanh thân lại tràn ra vô số sấm sét,
nối liền thương khung, cành hoa mai tựa như bị lôi điện bọc, cuốn lên đầy trời sấm biển. Cả thế giới, tựa hồ trong nháy mắt đổi được cuồng nóng lên. Diệp Thần khí thế, điên cuồng leo lên. Một chiêu này, hắn muốn hủy thiên diệt địa. Sấm sét bùng nổ, diệt hết thiên địa. Cành hoa mai động, như sấm phá vật. Theo lôi quang khuếch trương ngàn trượng, che trời xây. Toàn bộ quảng trường, tựa như đều bị cuốn vào đến một cái to lớn sấm lò chính giữa. Trời, đây là thần lôi. Làm sao có thể, cái này Diệp Thí Thiên lại có thần lôi lực. Chẳng lẽ là vậy cành hoa mai? Cành hoa mai là dị bảo, dẫn động thần lôi. Thiên địa hiếm quý, thần lôi tuyệt đối là vô số tu sĩ mơ tưởng cầu mong chí bảo, dù là nhập thánh cảnh cũng không thể. Hắn lại, làm được. Lần này, Trang Bộ Phàm chết chắc. Mắt thấy thần lôi thế tới hung hung, xem cuộc chiến người không khỏi khiếp sợ. Thần lôi, thằng nhóc kia. Người Kỷ gia, giờ khắc này cũng không nhịn được nhìn nhau chố mắt nhìn nhau. Diệp Thí Thiên thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Kỷ gia Vân lão trợn to hai mắt. Theo thần lôi xuất hiện, tình cảnh đã đổi được không giống nhau. Dịch Bảo Các vậy một đám người, bây giờ chỉ sợ là phải bỏ mạng. Cái này Diệp Thí Thiên nhưng mà thân trong lòng thần lôi à. Theo thần lôi ngang trời, không ngừng bùng nổ, nhiều người người thần sắc nghiêm túc. Người này đáng sợ, thân trong lòng thần lôi, thiên phú siêu quần, không thể giới hạn. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, sợ là tương lai tất thành Dịch Bảo Các đại họa tâm phúc. Trong chốc lát, tại chỗ Dịch Bảo Các mặt của mọi người sắc, đổi được ngưng trọng. Thần lôi cuồng bạo, kiếm khí ngang dọc. Trang Bộ Phàm giờ khắc này luống cuống. Hoàn toàn luống cuống. Cút ngay cho ta à. Nhưng là nhưng chậm. Một hồi thét dài, kiếm phong rơi xuống, thần long gầm thét. Muôn vàn sấm sét cự thú gào thét không dứt. Như hồng hoang hạ xuống, ở thần lôi dưới sự hướng dẫn, muôn vàn năng lượng hướng vậy điểm yếu đánh tới. Oanh, 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 hết thảy lật. Nếu không phải Dịch Bảo Các có thượng cổ trận pháp, đem toàn bộ đài cao bao phủ ở bên trong, cái này đụng chạm kịch liệt dưới, bốn phía kiếm khí và sấm sét, sợ là khoảnh khắc bây giờ, sẽ gặp đem toàn bộ quảng trường hóa là địa ngục nhân gian. Bất quá, cho dù có vậy một tầng phong ấn ngăn trở, như cũ đất rung núi chuyển. Ánh lửa phun ra, như khói xài tách thả ra. Kiếm khí hoành bay, như kiếm trận mở. Diệp Thí Thiên cành hoa mai quá đáng sợ. Dã thú tiếng gào thét, thần long tiếng gầm gừ, sông dài tiếng giống giận. Tiếng âm thanh điếc tai. Hôm nay ta liền để cho các người rõ ràng đắc tội ta Đoạn Lôi Nhân học trò kết quả. Diệp Thần đột nhiên mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, Diệp Thần khí thế lần nữa leo lên. Hống! Thần lôi diệt thế, không phải đùa giỡn. Tùy ý vậy sông dài sóng lớn như thế nào điên cuồng, ở thần lôi trước mặt nhưng là không chịu nổi một kích, đảo mắt hóa thành hư vô. Rào 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 rào. Ở nơi này một cổ năng lượng dưới sự trợ giúp, Diệp Thần thế như trẻ tre. Kiếm phong qua, sông dài bể tan tành. Không! Trang Bộ Phàm con ngươi co rúc lại, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng gào thét. Mình sông dài cuồn cuộn, lại mắt thấy sẽ bị Diệp Thí Thiên cành hoa mai phá vỡ. Làm sao có thể? Đây chính là bình thường cành hoa mai à? Nếu như thằng nhóc này vận dụng linh kiếm, không là cả Dịch Bảo Các hóa là đất bằng phẳng. Cái này Diệp Thí Thiên chẳng lẽ là vị kia đại năng ẩn giấu thực lực hạ xuống nơi này? Tâm thần chấn động bây giờ, Trang Bộ Phàm không nhịn được lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Rào rào. Ở từng trận tiếng kinh hô chính giữa, Trang Bộ Phàm bị Diệp Thần oanh bay ra. Đại nhân! Dịch Bảo Các trên, truyền tới từng cơn kêu lên. Ở rằng co chỉ chốc lát sau, Trang Bộ Phàm lại bị Diệp Thần oanh bay ra. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Diệp Thần thật là thế không thể đỡ. Vận mệnh ngươi lúc này kết thúc. Thời gian vừa niệm, cành hoa mai lần nữa động một cái, thiên địa linh khí điên cuồng cuộn sạch. Hướng cành hoa mai phun trào đi. Ông ông, cường đại năng lượng bơm vào dưới, cành hoa mai phát ra từng cơn khẽ rên tiếng khổ. Hiển nhiên, ở Diệp Thần toàn lực thúc dục phát dưới, cành hoa mai giờ phút này vậy thừa nhận khó có thể tưởng tượng gánh vác. Thiên địa, yên tĩnh. Thời không động lại, giờ khắc này, cái thế giới này,
còn dư lại liền chỉ có Diệp Thần. Diệp Thần chính là tiên tôn, mang theo tiên tôn thế, trấn áp hết thảy. Rào rào. Cành hoa mai thoát khỏi Diệp Thần tay, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thế gian hết thảy, đều bị nghiền. Ngắn ngủn mấy chục mét, tựa như cách nhau mấy thế kỷ, lại tựa như chẳng qua là gần trong gang tấc. Ông! Một khắc sau, một đóa hoa mai bắn ra, Diệp Thần cùng trang bộ phàm thân hình đồng thời biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cho đến lần nữa thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh, mọi người thấy là hoa mai khác ở trang bộ phàm trên mình. Máu thịt nổ tung. Trang bộ phàm, chết. Không có dấu hiệu nào chết. Trời, bể, vùi lấp, hết thảy, bị diệt. Đây cũng là ngày tận thế. Cả thế giới, hóa là địa ngục nhân gian. Không có tiếng vang, không có tiếng nổ, hết thảy yên lặng quỷ dị. Mỗi lau một cái hình ảnh, tựa hồ cũng thả chậm vô số lần, phơi bày ở mọi người trong tầm mắt. Mang cho mọi người lớn nhất tâm linh đánh vào. Oanh! Thẳng đến hồi lâu, đột nhiên một hồi tiếng nổ nổ tung. Mọi người thấy được dịch bảo các sụp đổ. Sấm từng cơn như sấm cướp hạ xuống. Thiên địa không biết lúc nào bị mây đen bao phủ, mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Diệp Thí Thiên bóng người bắt đầu đổi được mơ hồ. Sấm sét và mưa như thác đổ bao phủ toàn bộ dịch bảo các. Mà giờ khắc này dịch bảo các nhưng là biến thành phế tích. Dịch bảo các thượng cổ trận pháp phá vỡ. Ai có thể nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là một cái ngang trời xuất thế thanh niên làm được. Mấu chốt đối phương ba ngày trước chẳng qua là chân nguyên cảnh à. Dẫn thiên đạo thần lôi. Chém trang bộ phàm. Hô phong hoán vũ. Cái này mẹ hắn vẫn là người sao. Nơi có người muốn thấy rõ trạng huống trước mắt, nhưng phát hiện hết thảy mơ hồ. Giống như một vị đại năng che đậy hết thảy. Kỷ gia tiểu thư đưa tay ra bưng kín miệng mình. Thậm chí thiếu chút nữa nhọn kêu thành tiếng. Nàng vốn định không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Diệp Thí Thiên. Nhưng là bây giờ xem ra, Kỷ gia làm sao lôi kéo. Lớn như vậy có thể, sẽ nhìn lên Kỷ gia. Nói không chừng Kỷ gia đều phải lấy lòng Diệp Thí Thiên. Đây chính là thần lôi à. Côn Lôn hư nhiều như vậy cao cấp cường giả, có bao nhiêu người có thể làm được. Nàng rốt cuộc rõ ràng Diệp Thí Thiên tại sao đối với dịch bảo các như thế trăng tiết. Cũng như năng lực này, hắn còn sợ gì trang bộ phàm à. Nói không chừng liền giao dịch bảo tổng các cũng không nhất định nguyện ý đối với Diệp Thí Thiên động thủ à. Một chi hoa mai hủy diệt thượng cổ trận pháp, chém chết trang bộ phàm. Đủ để rung động toàn bộ Côn Lôn hư. Đây cũng là cao cấp cường giả tư thái. Kỷ gia vân lão thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thành tựu lần này Kỷ gia đội ngũ người mạnh nhất, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn biết mình bỏ lỡ nhất cơ hội tốt. Nếu như mới vừa rồi nghe theo tiểu thư lời nói, không chùn bước đứng ra, nói không chừng Kỷ gia thật có thể và cái này Diệp Thí Thiên liên hệ một ít quan hệ. Hắn một mực lấy là, ở Côn Lôn hư, Kỷ gia có Kỷ Tư Thanh bực này yêu nghiệt thiên phú người đủ để ở sau này quy tắc lập ra trên chắc chắn quyền chủ động. Đây cũng là Kỷ gia đem tất cả tài nguyên nghiêng về Kỷ Tư Thanh nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Diệp Thí Thiên xuất hiện tựa hồ phá vỡ hết thảy. Cái này 20 năm qua, tại sao như vậy thiên tài, Côn Lôn hư một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên ẩn nhẫn 20 năm, liền vì hôm nay ở dịch bảo các một bước lên trời. Vân lão hô hấp càng phát ra dồn dập, hắn phát hiện hết thảy tiêu tán. Vậy thân ảnh mơ hồ rốt cuộc hiện ra. Chỉ như vậy đứng ở trong, trán bây giờ có cực mạnh sát khí. Tựa như thần tôn hạ xuống. Những cái kia người vây xem có chút bởi vì dịch bảo các hủy diệt, bị thương. Nếu như thả ở lúc trước, thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ tìm Diệp Thí Thiên phiền toái. Nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không dám à. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thí Thiên, ngay cả hô hấp đều tựa như trở thành sa cầu. Thẩm Thạch Khê và bốn người kia chiến đấu vậy ngưng. Thẩm Thạch Khê sống môi đang run rẩy, không biết nên nói cái gì. Cái này sư tôn cho hắn rung động quá lớn. Mới vừa rồi một kích kia, ngay cả mình vậy không nhất định chịu nổi. Vậy dịch bảo các bốn vị cường giả lại là hoảng sợ. Trang bộ phàm chết. Bọn họ làm như thế nào? Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy lạnh nhạt con ngươi nhìn lướt qua bốn người.
Bốn người đồng loạt quỳ xuống. Diệp tiền bối, chúng ta không biết thân phận chân thực của ngươi, còn xin thứ. Chúng ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Dưới mắt, bọn họ vì còn sống chỉ có thể như vậy. Dịch Bảo Các là không trở về được, chỉ có đi theo Diệp Thí Thiên mới có đường ra. Thấy một màn này, Diệp Thần cười, làm ta nô bộc, các người không có tư cách. Nếu như hôm nay ta không ra tay, có lẽ các người bốn người chính là một cái khác thái độ, cho nên. Diệp Thần dừng một chút, đột nhiên năm ngón tay nắm chặt, cây mai lên hoa mai trực tiếp bị Diệp Thần chộp vào trong tay. Bốn cánh hoa múi tháo xuống, trực tiếp bắn ra. Vậy bốn vị Dịch Bảo Các cường giả theo bản năng muốn né tránh, nhưng là không kịp rồi. Bọn họ trong lòng đã sớm bị sợ hãi bao trùm, tự biết không tránh thoát. Phốc phốc, cánh hoa xuyên thấu bốn người thân thể, bốn người tại chỗ chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần trên người sấm sét dần dần tiêu tán. Đồ nhi, tiếp theo không người nào dám ra tay, ngươi trên người có đậm đà đột phá hơi thở, trận chiến này được ích lợi không nhỏ. Phỏng đoán lập tức có thể bước vào thần du cảnh, giải quyết xong sự việc, nhanh lên tìm một chỗ lại đột phá một lần. Dứt lời. Đoạn Lôi Nhân liền rời đi Diệp Thần thân thể. Diệp Thần nhìn hai tay cùng với chung quanh phế tích vậy hết thảy, trong mắt chỉ có khiếp sợ. Hắn biết Đoạn Lôi Nhân rất mạnh, lại không nghĩ rằng như vậy khủng bố. Nửa viên không trọn vẹn thái cổ hư thực đan, áp chế Đoạn Lôi Nhân phần lớn lực lượng, lại có thể thì có như vậy lực lượng. Vậy nếu như hoàn chỉnh thái cổ hư thực đan, vậy phải kinh khủng dường nào? Bất quá Trang Bộ Phàm cũng tốt, người còn lại cũng được, mặc dù ở chỗ này cảnh giới mạnh mẽ, siêu phàm cảnh đỉnh cấp, nhưng là đặt ở Côn Lôn hư vậy không tính là cái gì. Dẫu sao Côn Lôn hư cường giả quá nhiều. Trang Bộ Phàm chỉ bất quá Dịch Bảo Các hoa hạ núi Côn Lôn phân các người, giao Dịch Bảo Tổng các cường giả liền không như vậy dễ dàng. Lần này, mình coi như là chọc phá trời. Không chỉ đắc tội chết huyết minh, lại đắc tội Dịch Bảo Các. Nhưng là vậy thì như thế nào đây? Những cái kia Côn Lôn hư người muốn tìm phiền toái tìm Diệp Thí Thiên. Sau ngày hôm nay, chỉ có hắn Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thí Thiên cái này ba chữ ngược lại là có thể tính lên hắn một đạo bảo vệ tánh mạng phù. Dẫu sao từ nay về sau, danh tự này tất nhiên rung động tất cả thế lực. Lúc cần thiết công bố thân phận. Tuyệt đối có thể làm được không chiến mà khuất người chi binh. Dĩ nhiên, điều này cần thực lực là trước đề ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hướng chỗ sâu mấy phương hướng bắn tới. Chỗ sâu có mấy đạo ý định giết người. Bất quá ý định giết người thu liễm rất nhanh. Các người nhưng là phải đối với ta Diệp Thí Thiên động thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, hướng về phía một phương hướng nhàn nhạt nói. Không lâu lắm. Chỗ sâu đi ra mấy vị ông già, trực tiếp nửa quỳ ở Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, chúng ta tuyệt đối không dám động tay, mới vừa rồi chỉ bất quá. Bọn họ biết giải thích là tái nhợt. Không do dự nữa, một chưởng đánh vào mình trên đan điền. Bọn ta nguyện ý tự phế đan điền, xin Diệp tiên sinh lượn quanh chúng ta một mạng. Một màn này, lần nữa dọa sợ tất cả mọi người. Mấy vị này ông già nhưng mà Côn Lôn hư người của Lưu gia. Bây giờ lại bởi vì Diệp Thí Thiên một câu nói, tự trả tiền tu vi. Cái này Diệp Thí Thiên thần uy vậy quá đáng sợ. Lần này, tất cả mọi người đều không dám xem Diệp Thần. Thẩm Thạch Khê cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, Trang Bộ Phàm đã chết, giao Dịch Bảo Tổng các tất nhiên sẽ phái người tới, nơi này động tĩnh quá lớn, Côn Lôn hư cửa vào người vậy sẽ xuất hiện, chúng ta không thể ở lâu. Diệp Thần gật đầu một cái, trên người hắn đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà, cũng nên bước vào thần du cảnh. Là thời điểm rời đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào huyết phong hoa trên mình. Một cái ánh mắt, liền đem huyết phong hoa sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Dẫu sao mới vừa rồi Diệp Thần hết thảy tựa như ác mộng. Hắn không để ý tới hết thảy, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người, Diệp tiên sinh, ta. Ta biết lỗi rồi, ta cũng không dám nữa. Xin nhiễu ta một mạng. Diệp Thần tự nhiên sẽ không giết hắn. Huyết phong hoa nhưng mà cứu ra phụ thân mấu chốt. Hắn bắt lại huyết phong hoa, giống như bắt con gà con vậy.
Huyết Phong Hoa liền dẫy dụa dục vọng cũng không có. Diệp Thần chỉ như vậy ngay trước mặt của mọi người sải bước rời đi. Thẩm Thạch Khê nhìn một cái bị sợ hãi từng bước xâm chiếm mọi người, lắc đầu một cái, cũng là hoàn toàn rời đi. Sau ngày hôm nay, Côn Lôn hư sợ là phải bởi vì Hoa Hạ núi Côn Lôn chuyện này động đất. Diệp Thí Thiên danh tự này, tất nhiên truyền khắp toàn bộ Côn Lôn hư. Đủ để và vậy Côn Lôn hư thiên chi kiều nữ Kỳ Tư Thanh đặt song song. Không đúng, thậm chí vượt xa Kỳ Tư Thanh. Có ý tứ, thật biết điều. Cùng Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê rời đi 2 phút sau. Mọi người mới hoàn hồn lại. Diệp tiên sinh rời đi. Hô, rốt cuộc rời đi. Người nói chuyện sau lưng đã ướt đẫm. Hắn là thật bị Diệp Thí Thiên sợ hãi chi phối. Sợ bị Diệp Thí Thiên diệt khẩu. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc lai lịch ra sao, hắn thực lực chân thật hoàn toàn không sờ được, không thể nào là chân nguyên cảnh, thần du cảnh, cũng không khả năng là siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, chẳng lẽ là thánh vương cảnh, phản hư cảnh. Vẫn là nói càng phía trên cảnh giới. T, hắn nhưng mà nắm trong tay thần lôi người à. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, cả thế giới đều tựa như an tĩnh lại. Rất nhanh. Lại là một phiến xôn xao. Không được, ta phải lập tức từ núi Côn Lôn tiến vào Côn Lôn hư, đem cái này Diệp Thí Thiên bức họa giao cho tộc trưởng và tông chủ, tuyệt đối không có thể đắc tội. Hôm nay bắt đầu, người bất kỳ không có thể đắc tội Diệp Thí Thiên, là ta phong ra thứ nhất tộc pháp. Đúng đúng đúng, cái này Diệp Thí Thiên chỉ sợ là muốn đi vào Côn Lôn hư, ta cũng phải nhanh lên nói cho tông môn, nếu không ai không có mắt đắc tội cái này sát thần. Một chi hoa mai diệt toàn bộ tông môn cũng nói không chừng à. Tại tất cả người kinh hãi bên trong, một người cô gái nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Diệp Thần biến mất phương hướng đuổi theo. Vân lão cũng là như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, bất kể như thế nào cũng phải đồng hồ kỷ ra thái độ. Không cầu lôi kéo Diệp Thí Thiên, chỉ cầu Diệp Thí Thiên không cùng kỷ ra xích mích. Yêu nghiệt như vậy, sau lưng tất nhiên có càng cường đại hơn tồn tại. Núi Côn Lôn, Côn Hà Cốc vùng lân cận. Diệp Thần và Thẩm Thạch Khê rốt cuộc dừng lại. Diệp Thần lại là đem Huyết Phong Hoa vô tình ném xuống đất. Huyết Phong Hoa nhìn trước mặt hai người, thân thể run rẩy, đại nhân, ta thật biết lỗi rồi, các người coi như muốn giết ta, vậy không cần phải dẫn ta tới đến chỗ này à? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi có thể muốn sống? Huyết Phong Hoa ngẩn ra, vội vàng nói, muốn. Ta dĩ nhiên muốn. Nếu ngươi muốn, có nguyện ý hay không cống hiến máu tươi tại ta, làm ta nô bộc. Huyết Phong Hoa nghe được câu này, kích động tới cực điểm. Còn có chuyện tốt như vậy. Mình lại có thể không chết. Không do dự nữa, Huyết Phong Hoa chợt gật đầu, dĩ nhiên nguyện ý. Ta thậm chí nguyện ý vì đại nhân phản bội huyết minh. Dứt lời, Huyết Phong Hoa trực tiếp sử dụng một giọt máu tươi. Diệp Thần cũng là chỉ điểm một chút ở máu tươi trên, đồng thời, ngón tay bóp quyết. Ngay tức thì đem máu tươi luyện hóa. Hắn đầu óc bên trong đã hoàn toàn nắm trong tay Huyết Phong Hoa. Diệp Thần thở ra một hơi, sau đó không do dự nữa, hỏi, ta xin hỏi ngươi, ngươi có biết Diệp Thiên Chính tung tích? Diệp Thiên Chính, nghe được cái này ba chữ, Huyết Phong Hoa ngẩn ra. Người này hắn dĩ nhiên biết. Hắn thậm chí đã từng đi xem qua. Nhưng mà Diệp Thí Thiên tại sao phải hỏi cái vấn đề này? Diệp Thiên Chính, Diệp Thí Thiên. Đột nhiên, Huyết Phong Hoa nghĩ tới điều gì, trợn to mắt mâu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một tia cảm giác quen thuộc xông ra. Ngươi, ngươi lại là vậy Hoa Hạ Diệp Thần, Diệp Thiên Chính con. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần và Diệp Thí Thiên lại là cùng một người. Trời ạ! Hắn trong lòng tung lên vạn trượng sóng biển. Diệp Thần không trả lời, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, trả lời ta vấn đề, nếu không ta tùy thời có thể để cho ngươi hưởng thụ vô tận thống khổ. Huyết Phong Hoa không do dự nữa, vội vàng nói, đại nhân, ta dĩ nhiên biết, Diệp Thiên Chính bây giờ đang ở huyết minh hầm giam bên trong. Vậy ngươi lập tức mang ta đi huyết minh hầm giam, Diệp Thần vội vàng nói. Sát cơ lạnh như băng thậm chí để cho Huyết Phong Hoa không cách nào hô hấp. Đây chính là cường giả oai à. Huyết Phong Hoa sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, đại nhân,
ta tùy thời có thể mang ngươi đi huyết minh, nhưng là hầm giam chìa khóa chỉ có Trịnh trưởng lão mới có. Hơn nữa, huyết minh hầm giam căn bản cưỡng ép không phá nổi, dù là ngươi thực lực mạnh hơn nữa cũng giống như vậy. Nghe được Trịnh trưởng lão tên chữ, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vẻ tức giận. Trịnh trưởng lão? Lại mẹ hắn là Trịnh trưởng lão? Diệp gia đắc tội hắn chỗ nào? Nếu hầm giam cần chìa khóa, vậy thì chém chết cái này Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão có thể ở huyết minh. Huyết Phong Hoa lại trả lời, đại nhân, nếu như ta không đoán sai, Trịnh trưởng lão hẳn đã ở TQ, lần này, hắn tự mình ra tay tới chém chết ngươi. Bất quá bây giờ dịch bảo các xảy ra chuyện lớn như vậy, phỏng đoán muốn không được bao lâu thì sẽ truyền đến Trịnh trưởng lão trong tai. Trịnh trưởng lão cụ thể chiều hướng ta cũng không biết. Giờ khắc này, Diệp Thần con ngươi híp lại. Hắn phải hồi kinh thành một chuyến, nếu cái này Trịnh trưởng lão tới Hoa Hạ, Long Hồn và vị kia ông già quyền hạn cũng có thể tra được. Còn như cái này Huyết Phong Hoa, đối phương nắm trong tay huyết minh tin tức cụ thể, lại là hắn tiến vào Côn Lôn hư huyết minh mấu chốt. Tạm thời không thể giết. Bây giờ là nô bộc, hắn tất nhiên tuyệt đối trung thành. Ngay tại lúc này, Thẩm Thạch Khê phát giác cái gì, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ta cảm giác được có hai đạo hơi thở hướng bên này tới, không có ác ý, căn cứ ta đoán sai, hẳn là Kỷ gia vậy hai vị. Xử lý như thế nào? Kỷ gia? Diệp Thần tự nhiên không nhận là Kỷ gia sẽ đối với tự mình ra tay, nhìn một cái hướng kia, giao phó nói, Thẩm Thạch Khê, người mang Huyết Phong Hoa trước trở lại kinh thành, ta trễ giờ theo kịp. Diệp tiên sinh. Không do dự nữa, Thẩm Thạch Khê một cái vỗ vào Huyết Phong Hoa trên mình, hướng kinh thành phương hướng lao đi. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần hai tay thua lập, nhắm mắt lại, trán trong trẻo lạnh lùng. Tựa như cao nhân. 10 giây sau đó, Diệp Thần mở miệng nói. Nếu đã tới, liền đi ra đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong bóng tối đi ra một người già một trẻ. Chính là Kỷ gia tiểu thư và Vân lão. Đi theo ta, các người có thể biết giá phải trả. Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống. Cho người không biết sâu cạn cảm giác. Hai người gặp đến thời khắc này Diệp Thần, vội vàng cung kính nói, Diệp tiên sinh, hiểu lầm, chúng ta theo kịp chỉ bất quá nói xin lỗi mấy câu, mới vừa rồi Diệp tiên sinh giới hạn nước lửa bây giờ, chúng ta không có ra tay, đây là không nghĩa à? Diệp Thần không để ý đến Vân lão, nhìn một cái đó cô bé duyên dáng yêu kiều, mở miệng nói, đúng rồi, người kêu gì? Kỷ gia thiếu nữ sợ hãi hết sức, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thí Thiên biết chủ động hỏi nàng tên chữ. Lòng nàng đều tựa như muốn nhảy ra, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Diệp tiên sinh, ta kêu Kỷ Hà, là Kỷ gia dòng thứ Kỷ Phong Long đích nữ nhi. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn đối với cái này Kỷ Hà coi như có chút hảo cảm. Dẫu sao ở huyết minh đối phó mình thời điểm, đối phương một mũi tên ra tay, giúp hắn giết huyết minh một vị cường giả. Coi như là vào huyết minh xích mích. Ngươi là Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm người nào? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Kỷ Hà nghe được Diệp Thần hỏi cái này hai người, cũng không có cảm giác được quá kỳ quái, dẫu sao Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm ở Côn Lôn hư danh tiếng chấn thiên. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói cái này hai người đại biểu Kỷ gia thanh niên nhất đại. Kỷ Tư Thanh là ta đường tỷ, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là quan hệ coi như không tệ, nếu như Diệp tiên sinh muốn gặp Tư Thanh tỷ tỷ, ta nguyện ý mang ngài đi. Không cần, nếu như muốn gặp, ta và nàng tổng gặp được. Diệp Thần nói, bởi vì Diệp Thần thái độ rất lạnh, đưa đến bầu không khí có chút đọng lại. Vân lão một mực không chen lời vào. Hắn nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, Kỷ Hà ngay tức thì công khai. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái phỉ thúy sắc chai. Chai có một tia động tĩnh, tựa hồ có việc vật. Hơn nữa thượng hạng linh ngọc chế tạo, nhìn như cực kỳ chân quý. Kỷ Hà thận trọng đem chai đưa cho Diệp Thần, sau đó nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, vật này là ta Kỷ gia bất ngờ nơi được, đối với ta lại nói không có chỗ gì dùng. Nếu không liền hiến tặng cho Diệp tiên sinh đi, liền làm kết giao bằng hữu. Lời nói bây giờ, Kỷ Hà trong lòng có chút không thôi. Bởi vì bình ngọc bên trong đồ quá chân quý. Dù là đặt ở Côn Lôn hư đều là vô giá vật. Từ trình độ nào đó mà nói,
cái này cũng có thể nói là hắn phụ thân cho nàng đồ cưới. Lúc tới, nàng và Vân lão thảo luận nửa ngày, cuối cùng mới quyết định cầm ra vật này. Bởi vì, giống vậy đồ, cái này Diệp Thí Thiên làm sao có thể nhìn vào mắt. Bỏ không được đứa nhỏ không bẫy được chó sói. Muốn cùng Diệp Thí Thiên giao hảo, phải có đầy đủ thành ý. Diệp thần tự nhiên sẽ thu, hắn mới vừa muốn cự tuyệt, đoạn lôi nhân thanh âm nhưng là vang lên, thằng nhóc, nhận lấy vật này, liền làm thiếu cái này nha đầu một cái ân huệ, vật này đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện. Đoạn lôi nhân giọng thậm chí có chút gấp rút. Diệp thần vậy không do dự, hắn năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội kia trực tiếp bay đến lòng bàn tay. Sau đó, liền đối với Kỷ Hà nói, đã như vậy, ta hãy thu, bất quá, vật này chân quý, ta tự nhiên sẽ không thu không, từ bây giờ về sau, ta Diệp Thí Thiên thiếu ngươi Kỷ Hà một cái ân huệ, bất kỳ thời gian thực hiện đều có hiệu quả. Nói xong, Diệp thần ngón tay bóp quyết, ngưng tụ một đạo linh phù. Linh phù bên trong có hắn một đạo dấu vết. Vật này cho ngươi, lúc cần thiết có thể liên lạc với ta. Kỷ Hà và Vân lão nghe được Diệp thần những lời này, hô hấp dồn dập. Vật kia đổi Diệp Thí Thiên một cái ân huệ quá đáng giá. Nếu mục tiêu đã đạt tới, Kỷ Hà và Vân lão tự nhiên không thể nào lưu lại nữa mấy phần. Kỷ Hà cười một tiếng, cũng là đưa ra một bản ngọc bội, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, vậy ta liền không quấy rầy ngài, ngọc bội này lên là ta Kỷ gia địa chỉ, ngài nếu như đi ngang qua, nhất định phải đi vào, tiểu nữ cung nghênh đại nhân. Ừ, Diệp thần nhận lấy ngọc bội gật đầu một cái. Sau đó, Kỷ Hà và Vân lão nhìn nhau, liền hướng Côn Lôn hư phương hướng đi. Chẳng qua là lần này biệt ly, không biết lúc nào cùng Diệp Thí Thiên tạm biệt. Sợ rằng lần kế gặp mặt, Diệp Thí Thiên đã đứng ở Côn Lôn hư đỉnh phong đi. Cùng Kỷ Hà và Vân lão rời đi, Diệp thần liền hỏi đến luân hồi mộ địa đoạn lôi nhân, sư phụ, người muốn ta nhận lấy vật này rốt cuộc thứ gì? Tại sao ta cảm giác bên trong có động tĩnh? Đoạn lôi nhân thần bí cười một tiếng, ngươi trước đừng trở về, tìm một yên lặng đất, bày trận pháp, bắt đầu đột phá, vi sư sẽ vì ngươi bảo vệ. Được. Núi Côn Lôn hang núi đông đảo, phần lớn là dã thú đất. Diệp thần tùy tiện tìm một cái bất ngờ hang núi, giải quyết bên trong dã thú, ngồi xếp bằng. Lại là bày trận pháp. Sau đó, cầm ra đá màu đen. Trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. Gần trăm ngồi mộ bia, vắng lặng ý đặc biệt là thịnh. Hô hô hô. Gió lạnh gầm thét, như quỷ khóc sói tru. Đoạn lôi nhân đã chờ Diệp thần. Đồ nhi, ngươi trên người bây giờ có cực kỳ đậm đà đột phá hơi thở, bây giờ liền bắt đầu thử nghiệm đột phá, bước vào thần du cảnh, ngươi sẽ dẫn động lôi kiếp, cái này lôi kiếp cực kỳ mấu chốt. Sư phụ, vậy Bình Ngọc? Diệp thần hỏi. Đoạn lôi nhân cười một tiếng, ta có thể nói cho ngươi, vậy bình ngọc bên trong là ba giọt máu tươi, chỉ bất quá tinh huyết này có thể không bình thường, đem ngươi bình ngọc để ở bên người, chờ một hồi nghe ta chỉ thị. Còn như tinh huyết này lai lịch, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Được. Diệp thần không do dự nữa. Tiến vào trạng thái tu luyện. Chẳng biết tại sao, luân hồi mộ địa đột nhiên bay xuống trước lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Vậy từng tia dùng mình tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho người cảm giác hô hấp cũng đạt tới khó khăn. Xa xa, một tia rực rỡ xuất hiện, xé hết thảy, thấm ra một tia ánh sáng. Bên trong sơn động, ánh lửa chập chờn cuối cùng là mang tới một chút ấm áp, đuổi đi chút giá rét. Diệp thần ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm túc. Trong cơ thể cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, miệng mũi khẽ nhếch, một hít một thở bây giờ, tựa như cũng có thể thấy linh khí nồng nặc. Chảy vào đến Diệp thần trong cơ thể. Rào 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 rào. Gân mạch bên trong, chân khí cuồn cuộn, bên trong đan điền, khí hải gầm thét. Toàn bộ luân hồi mộ địa, bắt đầu dần dần mây mù lượn quanh. Trong cơ thể năng lượng, sớm đã đạt đến bão hòa. Diệp thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chính là bây giờ, đem ngọc bội mở ra, máu tươi ngưng tụ, trước đổ ra một giọt máu tươi. Đoạn lôi nhân thanh âm đột nhiên vang lên, như sấm vậy. Nghe được thanh âm, Diệp thần mở hai mắt ra, hít sâu một hơi. Tới, cổ tay vung lên, bình ngọc xuất hiện ở Diệp thần trong tay. Rào rào, bình ngọc mở ra, nhất thời một cổ mùi thơm tràn ngập hang núi.
Đó là một loại rất thanh đạm hơi thở, tựa như có thể thông qua không gian khí, đi sâu vào thân thể con người bên trong. Để cho người tinh thần sảng khoái. Há mồm, không chút do dự đem bình ngọc bên trong đi lang thang vậy một giọt màu đỏ chất lỏng nuốt vào trong miệng, Diệp Thần sắc mặt đổi được càng phát ra nghiêm túc. Đây tựa hồ là một giọt máu tươi của yêu thú, toàn thân màu đỏ, ở nơi này luân hồi mộ địa bên trong, vậy thấm ra một tia ấm áp. Theo một giọt này máu tươi vào bụng, Diệp Thần chỉ cảm thấy, thân thể bỗng nhiên khô nóng lên. Tựa như bên trong thân thể, một cổ liệt diễm bắt đầu cháy. Hô hô hô! Đột nhiên, núp ở Diệp Thần thân thể chỗ sâu nhất vậy cái huyết long, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đổi được điên cuồng. Huyết long năng lượng bùng nổ, máu tươi năng lượng lan truyền, chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt bắt đầu đỏ ửng. À! Một tiếng gầm nhẹ, Diệp Thần trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Năng lượng bùng nổ, suýt nữa đem hắn gân mạch xông lên bạo, đem hắn đan điền biến dạng. Thật là khủng khiếp năng lượng. Mấu chốt huyết long tựa hồ đang giãy giụa, thậm chí dự định công kích mình. Làm sao có thể? Tinh huyết này rốt cuộc lai lịch ra sao, tại sao phải như vậy? Huyết long bá đạo, Diệp Thần tự nhiên biết, cho dù bị áp chế, nhưng là còn thừa lại năng lượng vậy không phải người thường có thể chịu được. Còn như không biết lai lịch máu tươi của yêu thú, nơi năng lượng ẩn chứa càng làm cho Diệp Thần giật mình. Bá đạo dị thường, cương mãnh vô cùng. Tựa như vậy một cổ năng lượng hóa là cự thú viễn cổ, ở Diệp Thần gân mạch bên trong bắt đầu tàn phá, gầm thét. Luyện hóa cho ta. Không dám lại khinh thường chút nào, Diệp Thần vội vàng vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, áp chế cái này hai cổ năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, làm hai cổ năng lượng dần dần thu liếm, làm Diệp Thần cũng không cách nào kiên trì nữa thời điểm. Theo một tiếng thét dài, Diệp Thần dẫn lĩnh trong cơ thể năng lượng, hướng thần du cảnh gông xiềng đánh tới. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Như sóng lớn vỗ vào bờ, nổ ầm bất giác. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Mãnh liệt đánh vào, rung chuyển trước Diệp Thần ngũ tạng lục phủ, chấn động Diệp Thần thần hồn tinh phách. Còn chưa đủ, trong bình ngọc giọt thứ hai máu tươi ăn vào, đoạn lô nhân thanh âm vang lên lần nữa. Sư phụ. Vậy một tầng gông xiềng ở đánh vào chính giữa hỗn loạn, chấn động. Nhưng là chưa từng chút nào tan biến dấu hiệu, cảm nhận được một điểm này, Diệp Thần như một cái tên đánh cuộc điên cuồng, đem thứ hai cái máu tươi chiếm đoạt. Lại tới, lại là 15p sau đó, Diệp Thần đem cuối cùng một giọt máu tươi nuốt vào trong miệng. Trước hai giọt máu tươi nuốt vào, để cho Diệp Thần trong cơ thể năng lượng đổi được bực nào nóng nảy. Đổi được bực nào điên cuồng, đánh vào dưới, vậy một tầng bình phong che chở rốt cuộc bắt đầu giãn ra. Dần dần sinh ra vết nứt. Nhưng mà, cái này không đủ. Giọt thứ ba máu tươi, sẽ đem thành là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Theo một hồi thét dài, giọt thứ ba máu tươi năng lượng ở Diệp Thần trong cơ thể bị dẫn hỏa. Hống. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp Thần bên trong thân thể, truyền tới một hồi thét dài, như hồng hoang cự thú tỉnh lại. Vậy một cổ năng lượng lại vậy không cách nào khống chế, như núi lửa bùng nổ. Hướng thần du cảnh bình phong che chở, đánh tới. Thành bại hay không, ở chỗ này một lần hành động. Oanh! Như núi hồng bùng nổ. Rốt cuộc ở Diệp Thần trong cơ thể, tích góp đến cực hạn vậy một cổ năng lượng bộc phát. Theo một hồi nổ ầm, như núi lửa bung ra, như vạn thú gầm thét. Cái này một cổ năng lượng lấy thế không thể đỡ thế hướng vậy một tầng gông xiềng đánh tới. Thành bại hay không, ở chỗ này một lần hành động. Rào rào. Ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào dưới, cả thế giới tựa như đều chấn động. Thần du cảnh, vậy một tầng vô hình gông xiềng, kịch liệt chấn động. Xông phá cực hạn năng lượng đánh vào dưới, từng đạo vết nứt bắt đầu sinh ra, hướng bốn phía lan tràn. Oanh! Cuối cùng, ở một hồi nổ vang tiếng chính giữa, vậy một đạo gông xiềng hoàn toàn nghiền. Diệp Thần tựa như mở ra một phiến mới tinh thiên địa. Trong cơ thể điên cuồng năng lượng, hướng vậy một phiến tiệm thiên địa mới chính giữa tràn vào. Bên trong đan điền, khí hải phun trào. Gân mạch bên trong, vạn thú gầm thét. Luân hồi mộ địa, gió nổi mây vần. Hô hô hô.
gió lạnh gào thét, luân hồi mộ địa giá rét cực kỳ, băng thiên tuyết địa chính giữa, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, cuối cùng toàn bộ chuyển vào Diệp Thần trong thân thể. Khí hải không ngừng mở rộng, đan điền không ngừng ngưng tụ. Một cổ ánh sáng màu đỏ bung ra, tựa như khai thiên tích địa. Diệp Thần kềm chế kích động trong lòng, toàn lực vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết. Vậy một tầng gông xiềng chọc thủng. Không sai, Diệp Thần biết, hắn thành công. Hắn thành công bước vào thần du cảnh ngưỡng cửa chính giữa. Bây giờ Diệp Thần cần phải làm chính là cường tráng đại đan điền. Từng cổ một đạt tới năng lượng tinh thuần ở cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển chính giữa ra đời, hội tụ đến trong đan điền. Tử khí đông lai, hồng quang vạn trượng. Giờ khắc này Diệp Thần bên trong đan điền cái thế giới kia, đổi được đặc sắc đứng lên. Mà cũng chính là Diệp Thần làm sau cùng thời điểm đột phá, núi Côn Lôn trên, không biết lúc nào, trong bầu trời một đám mây đen đã ngưng tụ. Luân hồi mộ địa nguyên bản bay xuống trước hoa tuyết, giờ khắc này bỗng nhiên dừng lại. Đúng cái thiên địa, kiềm chế đến để cho người cảm giác nghẹt thở. Rào 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 rào. Đột nhiên, một đạo lôi quang thoáng qua, đúng đám mây đen chấn động. Một cổ khí thức bàng bạc tràn ngập mở ra, bao phủ thiên địa. Thậm chí cái này một cổ hơi thở, kinh động đang ở phía xa chữa thương nhóm kia tham gia dịch bảo các hội đấu giá người. Dù là còn chưa hoàn toàn rời đi Kỷ Hà cùng Vân Lão vậy phát hiện. Núi Côn Lôn trên dị động quá rõ ràng. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp, chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ núi Côn Lôn có người muốn nghênh đón lôi kiếp. Hình như là Côn Hà Cốc phương hướng. Côn Hà Cốc, chỗ đó làm sao biết? Không biết bao nhiêu người, đồng thời hướng mây đen bao phủ Côn Hà Cốc phương hướng nhìn, thần sắc kinh nghi bất định. Rốt cuộc là ai? Hai đạo thân hình thoáng qua, một cái lão giả và một cô gái xuất hiện ở Côn Hà Cốc vùng lân cận. Nhìn trời không quanh quẩn mây đen, bọn họ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vân lão, có phải hay không là Diệp tiên sinh? Hẳn là, mới vừa rồi chúng ta nói chuyện phiếm với hắn. Ta liền phát hiện hắn trên người có cực mạnh đột phá hơi thở, thậm chí mau nếu không khống chế được. Hắn không phải mới vừa đột phá sao, tại sao lại muốn đột phá, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Ta làm sao cảm giác đột phá đối với hắn mà nói và ăn cơm như nhau đơn giản. Kỷ Hà bất đắc dĩ nói. Người so người tức chết người. Vân lão thở dài một tiếng, người này không thể dựa theo vậy thiên tài tới cân nhắc. Ta cả đời bên trong cũng không có gặp qua bực này yêu nghiệt. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, cái này Diệp tiên sinh sợ là phải thành là vô số thế lực và tông môn ác mộng, trước nhất một ra chuyện tất nhiên là huyết minh. Nếu như dịch bảo các bên kia không chọn lựa chính xác các biện pháp, cũng biết nguy hiểm à. Oanh! Ở hai người nhìn chăm chú chính giữa, rốt cuộc đạo thứ nhất huyền sấm đã rơi xuống. Một hồi nổ ầm, đất rung núi chuyển. Một đạo lôi điện, vạch qua thương khung. Một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập mở ra, mang bạo ngược vô cùng hơi thở, vậy có chừng người lớn lớn bằng bắp đùi sấm sét, hung hãn hướng Côn Hà Cốc trên rơi xuống. Mơ hồ bây giờ, có thể thấy, lôi quang ánh chiếu dưới, một đạo thân ảnh ở gió lạnh chính giữa đứng ngạo nghễ. Diệp Thần vì nghênh đón sấm sét, đã đứng ở trên đỉnh núi. Đây là đoạn lôi nhân yêu cầu. Còn như người khác quấy dày. Căn bản không có thể. Diệp Thí Thiên ba chữ đại biểu ác mộng, ai dám quấy dày. Huống chi, đoạn lôi nhân tự mình hộ pháp. Đến gần trăm mét người, hẳn phải chết. Có vài người tự nhiên phát hiện Diệp Thần, không khỏi được nín thở ngưng thần. Tới, đứng trên đỉnh núi, mắt thấy bầu trời rơi xuống vậy một đạo lôi điện, Diệp Thần nheo lại cặp mắt. Rất cường đại lôi kiếp. So với chi mấy lần trước mình đụng phải lôi kiếp đều mạnh hơn. Một khi bước ra bước này, đặt ở Diệp Thần trước mắt, chính là một cái thần du đường lớn. Phá vỡ cho ta. Như cũ lựa chọn chính diện đối kháng. Hai lần trước lôi kiếp trải qua mặc dù mạo hiểm vô cùng, mặc dù đều ăn rồi to lớn đau khổ. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Diệp Thần lấy được thật nhiều chỗ tốt. Mượn vậy hai lần lôi kiếp, Diệp Thần thân thể tiếp nhận rèn luyện. Cũng không phải là cường đại một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Coi như là ban đầu trấn hồn kiếm, ở sấm sét tẩy rửa dưới, mơ hồ cũng ở đây lột xác. Cho nên, lôi kiếp vừa là nguy cơ, cũng là cơ hội.
ở Diệp Thần xem ra, cái này càng nhiều hơn chính là cơ hội. Một tiếng thét dài, rốt cuộc ở đó một đạo lôi điện rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần động. Hủy thiên diệt địa trong hơi thở, nhức mắt lôi quang dưới, Diệp Thần thân hình nhô lên. Rầm rầm, một tia sáng trắng xông phá chân trời, Diệp Thần tựa như cùng ánh sáng trắng dung hợp, hướng sấm sét đối diện va chạm đi. Ngao, ánh sáng trắng bay lên không, tựa như hóa là trăm trưởng cự long. Cự long gào thét, phải đem sấm sét chiếm đoạt. Cái này, đứng xa xa nhìn Côn Hà cốc trên phát sinh một màn, Vân lão trợn to hai mắt, Kỷ Hà sắc mặt biến đổi. Chính diện đối kháng, lấy lôi kiếp tẩy rửa tự thân. Vân lão lộ ra ngưng trọng thần sắc, trong mắt tóe ra lau một cái sạch bóng. Ta vẫn là xem nhẹ Diệp tiên sinh, có lẽ chính là như vậy, cái này Diệp tiên sinh mới có thể đi cho tới bây giờ cao độ. Lấy lôi kiếp tẩy rửa, nhất là tại chưa có ích lôi đan trợ giúp dưới tình huống. Độ khó không nhỏ à. Vân lão cười lên, trên mặt một màn kia vẻ tán thưởng, càng phát ra đậm đà. Cho dù ở Côn Lôn hư, lựa chọn lấy phương thức như vậy đối kháng lôi kiếp người, cũng không nhiều. Coi như là lựa chọn loại phương thức này những thiên tài kia, cái nào không phải đang đối mặt lôi kiếp trước, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tối thiểu, ích lôi đan là không thể thiếu được. Uống ích lôi đan, tăng cường chống cự sấm sét lực, sẽ để cho người tu luyện đối kháng lôi kiếp tỷ lệ tăng lên không thiếu. Mà Diệp Thần, hiển nhiên không có chuẩn bị. Hắn, có thể thành công. Có lẽ trước hai lần hắn cũng là như vậy đối mặt lôi kiếp. Vân lão trong lòng cảm khái. Kiếm khí rất là bá đạo. Long ngâm thiên địa, như phi long ngất trời khí thế bàng bạc. Cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc lai lịch ra sao, ta càng ngày càng hiếu kỳ, phỏng đoán Tư Thanh tỷ tỷ đối với cái này Diệp Thí Thiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thiếu nữ mặt đầy cảm khái. Diệp Thần giờ phút này thi triển ra kiếm kỹ, hiển nhiên là để cho người trước mắt sáng lên. Oanh! Đang lúc mọi người kinh ngạc chính giữa, một hồi kịch liệt chấn động đột nhiên bung ra. Đúng cái trời đất phảng phất đều chấn động một cái. Phóng lên cao huyết long cùng vậy một đạo lôi điện đánh vào nhau. Kiếm khí bộc phát, lôi quang tùy ý. Cả thế giới ở lần đụng chạm này dưới, tựa như cũng đổi được ảm đạm không ánh sáng. Côn Hà cốc trên, nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc. Điện đi rồng rắn, đang cùng cự long va chạm chính giữa, vậy nhìn như uy không thể đỡ sấm sét ngay tức thì chia năm xẻ bảy, hướng bốn phía bắn tung tóe đi. Đùng đùng. Thân ở sấm sét nồng cốt, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, từng đạo lưu lại sấm sét ở trên người hắn di động, tình cảnh thật là khủng bố. Một cổ dây rức đau đớn tràn ngập mở ra, may là lấy thân thể hôm nay cường độ, Diệp Thần như cũng nhịn không được run. Toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, Diệp Thần cố gắng đem di động ở bên ngoài thân những cái kia sấm sét lực hoàn toàn rèn luyện. Thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một khối xương cốt, giờ khắc này tựa như đều bắt đầu ngọa nguậy, lớn mạnh. Thống khoái. Ước chừng qua một chung trà thời gian, tất cả sấm sét tản đi, Diệp Thần đứng ở đỉnh núi trên, không nhịn được phá lên cười. Thống khổ sau đó mang tới thoải mái, để cho Diệp Thần trong lòng hào khí xảy ra. Người vậy rất hưng phấn, không phải sao? Nhìn trong tay nhẹ nhàng run rẩy chấn hồn kiếm cùng với đỉnh đầu huyết long, Diệp Thần khóe miệng nụ cười càng phát ra đậm đà. Cái này hai cái nhiều tháng qua, luyện hóa chấn hồn kiếm sau đó, Diệp Thần có thể cảm nhận được cái này một chuôi lợi kiếm sắc bén và khát vọng. Giờ phút này, tại chân khí thúc dục phát dưới, chấn hồn kiếm trên mơ hồ sắc bén lóe lên. Thân kiếm chấn động, phát ra khẽ rên tiếng, tựa hồ phá lệ hưng phấn. Huyết long giống như vậy, thân thể lại là không ngừng mở rộng. Tới. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn trời không bỗng nhiên rơi xuống lại một đạo lôi quang, hắn trong mắt tinh quang bạo khởi. Oanh. Lôi quang sau đó, mới là kịch liệt tiếng nổ. Đạo này sấm sét đã đủ để sánh bằng người lớn eo ếch lớn bằng. Phá vỡ cho ta. Ở đó một đạo lôi điện rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm toát ra tia sáng chói mắt. Kiếm khí bung ra, kiếm quang đầy trời. Rào 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 rào. Trường kiếm như mang theo thiên quân thế không có vào đến lôi quang chính giữa. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần thần sắc bỗng nhiên biến đổi.
thật là cường đại đạo thứ hai sấm sét. Cho dù ở trong thời gian ngắn, Diệp Thần thi triển phá thiên kiếm ý, cũng không cách nào dung chuyển đạo này lôi quang chút nào. Vạn đạo kiếm pháp. Một chiêu vạn đạo kiếm pháp thi triển ra, Diệp Thần cưỡng ép phá vỡ sấm sét. Phá cho ta. Vạn đạo kiếm pháp không đủ. Diệp Thần ngay sau đó thi triển ra Trần Thiên Lê dạy hắn những kiếm khác ý. Cái này hai chiêu có thể nói là Diệp Thần hôm nay cường đại nhất kiếm pháp một trong. Hai chiêu kiếm pháp bung ra, khí thế kinh khủng lan truyền. Rào rào. Muôn vàn kiếm khí dưới, rốt cuộc miễn cưỡng đem vậy một đạo lôi điện biến dạng mở ra. To lớn sấm sét, hóa là muôn vàn lôi quang di động ở Côn Hà Cốc trên. Toàn bộ Côn Hà Cốc, giờ phút này tựa hồ đều run rẩy, tùy thời có thể sụp đổ. Phốc suy. Ước chừng lại là đi qua hai chung trà công pháp, Diệp Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mới tính là đem đạo này lôi kiếp phá vỡ. Thần du cảnh, tầng ba cướp, cái này tầng trời thứ ba cướp, thật là mạnh mẽ. Cho đến lôi quang tản đi, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt. Nhìn trong bầu trời chưa từng tản đi mây đen, hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng. So với trước hai lần gặp lôi kiếp, lần này lôi kiếp, cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Oanh! Bất đồng Diệp Thần suy tính nhiều hơn, đạo thứ ba sấm sét rơi xuống. Đây là cuối cùng một đạo lôi điện, nhưng trình độ cao nhất mạnh mẽ. Đạo này sấm sét thậm chí mơ hồ lộ ra tím ánh sáng màu trắng. Vạn kiếm quy tông. Đối mặt cuối cùng này một đạo lôi điện, cảm thụ ẩn chứa trong đó khí thế kinh khủng, may là Diệp Thần cũng không dám lại khinh thường chút nào. Lưu quang tế xuất, vạn kiếm xạ xuất. Rầm rầm. Lưu quang chớp mắt, không có vào chân trời, mang theo người muôn vàn kiếm khí đảo mắt chính là cùng vậy một đạo lôi điện ầm ầm đánh vào nhau. Oanh! Trời đất phảng phất văng tung tóe. Lưu quang trên, ánh sáng nhất thời thu liễm. Ở giữa thiên địa sấm sét di động. Ước chừng chỉ là một đối mặt, kinh khủng kia sấm sét liền đem Diệp Thần lưu quang phá vỡ. Hơi dừng lại một chút, uy lực cũng không bị suy yếu quá nhiều lôi kiếp, tiếp tục rơi xuống. Bổn mạng linh phù. Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng sử dụng bổn mạng linh phù thuật. Bổn mạng linh phù, để chắn Diệp Thần trước người. Rào 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 rào. Sấm sét rơi xuống, không có vào linh phù bên trong, Diệp Thần thân hình kịch chấn. Phốc phốc. Lại là hai búng máu tươi phun vải ra, bổn mạng linh phù lại không cách nào hấp thu cái này lôi kiếp. Phá vỡ cho ta. Mặt không chút máu. Diệp Thần thay đổi linh phù, bước ra một giọt máu tươi, hóa là sát chiêu. Ánh sáng bung ra bây giờ, bổn mạng linh phù ở giữa tất cả sấm sét chính là hóa là thiên la địa võng, hướng vậy một đạo lôi điện vặn cổ đi. Rào rào. May là như vậy, điện quang tán loạn bây giờ, Diệp Thần linh phù chi đạo lần nữa bị xông phá, còn thừa lại sấm sét lực đảo mắt bây giờ đem Diệp Thần quanh thân cuộn sạch. Đáng chết. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền tới. Diệp Thần thân thể kịch liệt co quắp. Thật là khủng khiếp. Mặc dù bị vạn kiếm quy tông và bổn mãng linh phù, tối thiểu suy yếu 2/3 năng lượng, nhưng là, còn thừa lại sấm sét lực, cơ hồ hay là đem Diệp Thần hoàn toàn phá hủy. Oanh! Cũng may ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, Diệp Thần trong cơ thể luyện hóa vậy ba giọt máu tươi bùng nổ, thả ra một dòng nước ấm bao lấy Diệp Thần quanh thân ngũ tạng lục phủ. Cùng lúc đó, huyết long kia tựa như lột xác. Mang theo sấm sét ý và ngọn lửa, hóa là thật thế chấp. Giờ khắc này, huyết long tựa như cũng là đánh hơi được máu tanh mãnh thú, sông ngang đánh thẳng. Lửa cháy bừng bừng cháy, ở Diệp Thần không thể tin ánh mắt chính giữa, lại bắt đầu nói di động ở Diệp Thần bên ngoài cơ thể, muốn đem hắn phá hủy sấm sét lực, nhanh chóng chiếm đoạt. Theo máu tươi và huyết long bùng nổ, Diệp Thần rốt cuộc dài thở ra một cái. Sấm sét lực một chút xíu tán loạn. Diệp Thần tim đập sau đó tăng tốc độ. Hắn rất rõ ràng, theo cái này một điểm cuối cùng sấm sét lực tán loạn, mình đem sẽ được cái gì? Thật là khủng khiếp đạo thứ ba sấm sét. Vách núi dưới, nhìn cuối cùng rơi xuống vậy một đạo lôi điện, Vân lão mặt đầy kinh ngạc. Đây thật là lôi kiếp. Tại sao hắn chưa bao giờ gặp qua loại cường độ này lôi kiếp? Giống như cái này lôi kiếp so Côn Lôn hư một ít cường giả đột phá đều phải khủng bố vạn phần. Cái này Diệp Thí Thiên sau lưng rốt cuộc đứng cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được loại này tồn tại,
chí ít ở Vân lão trong trí nhớ không có. Vân lão trong mắt tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ đang suy tư cái gì. Vân gia gia, cuối cùng ngăn cản vậy một đạo lôi kiếp, tựa hồ có một ít quái dị. Kỷ Hà nghi ngờ nói. Cuối cùng một đạo lôi kiếp lực rất là mạnh mẽ, nhất là cuộn sạch Diệp Thần ngay tức thì, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Khoảng cách quá xa, may là nàng cũng khó mà thấy rõ. Nhất là di động ở trong thiên địa tán lạc sấm sét lực, ảnh hưởng nàng tầm mắt. Cho dù như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được, tựa hồ Diệp Thần trong cơ thể có một cổ năng lượng bùng nổ, luyện hóa sấm sét lực. Là có một ít quái dị, nhưng là, vậy thì như thế nào? Ai không có một chút bí mật? Sau này cái này Diệp Thí Thiên chúng ta liền không nên nghị luận, chờ một hồi trở về Kỷ gia, đem chuyện này nói cho gia chủ. Vân lão nói, cũng đúng, lôi kiếp qua, Diệp tiên sinh cảnh giới đã lập, chúng ta vậy cần phải trở về. Kỷ Hà dưới mắt duy nhất phải làm liền là tìm ra Kỷ Tư Thanh, đem việc này nói cho nàng. Phỏng đoán gần đây cao ngạo và lạnh như băng Tư Thanh tỷ tỷ sẽ kinh điệu cầm đi. Nàng nghe mấy năm trước Kỷ Tư Thanh tựa hồ đối với một cái kêu là Diệp Thần phàm căn người rất là cảm thấy hứng thú. Kỷ gia nhiều lần ngăn trở, nhưng là Kỷ Tư Thanh vẫn giúp cái này người phế nhân. Kỷ gia rất sợ Kỷ Tư Thanh đối với người này sinh ra tình cảm, ảnh hưởng tu luyện, thậm chí vận dụng sát thủ muốn diệt khẩu. Nhưng mà mỗi một lần đều bị Kỷ Tư Thanh ngăn trở. Kỷ Tư Thanh thậm chí uy hiếp Kỷ gia, nếu như Kỷ gia còn dám động Diệp Thần, nàng từ nay về sau rời đi Kỷ gia. Tất cả mọi người đối với chuyện này đặc biệt nhức đầu. Giờ phút này, Kỷ Hà khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Cái này Diệp Thí Thiên tồn tại hẳn sẽ rời đi Tư Thanh tỷ tỷ đối với vậy Diệp Thần tình cảm đi. Hô! Trên vách núi, gió lạnh chính giữa, Diệp Thần tê liệt ngồi dưới đất miệng to thở dốc. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, có thể nói mạo hiểm vô cùng. Như ba giọt máu tươi và huyết long đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này lôi kiếp, còn thật không phải là có thể tùy ý ngăn cản. Hồi lâu sau chậm qua một hơi, Diệp Thần thầm thở dài một tiếng. Bất quá, bây giờ, thần du cảnh, ta nhưng là thành công. Nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ bên trong đan điền biến hóa, Diệp Thần khóe miệng nụ cười nhưng là càng phát ra đậm đà. Giờ phút này bên trong đan điền, chân khí bực nào đậm đà. Dù là trên đan điền bổn mãng linh phù, so với trước không dứt khôi hoàng gấp đôi. Đan điền bốn phía lượn quanh những cái kia mây tía, lại là bực nào đậm đà. Thời gian vừa niệm, Diệp Thần có thể bộc phát ra năng lượng, kinh khủng bực nào. Quả nhiên thần du cảnh và chân nguyên cảnh chênh lệch quá lớn. Lấy cửu thiên huyền dương quyết bá đạo và ta cả người bản lãnh, hôm nay bước vào thần du cảnh. Không dám nói siêu phàm biên giới không địch. Nhưng là, siêu phàm cảnh dưới, có thể uy hiếp được người ta. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồi lâu sau, Diệp Thần đứng dậy, trên mặt chất đầy nụ cười. Chân nguyên cảnh và thần du cảnh, mặc dù chỉ có một bước xa, nhưng là, nhưng kém chi vạn dặm à. Hôm nay Diệp Thần, nếu như thân ở Côn Lôn Hư, cũng có năng lực tự vệ. Coi như gặp phải huyết minh Trịnh trưởng lão. Diệp Thần vậy tuyệt đối sẽ không chật vật. Tối thiểu, sẽ không mặc cho người xẻ thịt, không có chút nào ngăn cản lực. Nghĩ tới đây hết thảy, Diệp Thần trong lòng càng thoải mái. Lần này lôi kiếp tẩy rửa, ta thân thể cũng không chỉ cường tráng lớn một điểm nửa điểm. Hoạt động gân cốt một chút, Diệp Thần trước mắt sáng lên. Lôi kiếp tẩy rửa sau đó, Diệp Thần thân thể ưu thế mạnh lớn không ít. Còn có chấn hồn kiếm và huyết long. Chấn hồn kiếm ở lôi kiếp tẩy rửa dưới từ mang sấm ý. Khí tức cường đại, nếu như một lần nữa lôi kiếp tẩy rửa, kiếm này nhất định vượt qua một cái phẩm cấp. Nhìn trong tay lưu quang tùy ý chấn hồn kiếm, Diệp Thần khá là hài lòng. Đây cũng tính là một cái thu hoạch khổng lồ. Mấu chốt nhất là huyết long. Thời khắc này Diệp Thần phát hiện vậy ba giọt máu tươi lực lượng tựa hồ dung nhập vào huyết long hư ảnh bên trong. Huyết long hơi thở có chất bay vọt. Nhắc nhở lại là làm lớn ra dòng dã 10 lần. Lực huyết long và bổn mạng linh phù đồng loạt bùng nổ lực lượng tất nhiên hơn nữa đáng sợ. Hết thảy cũng liền hướng phương diện tốt phát triển. Huyết long và bổn mạng linh phù càng mạnh mẽ, mới có nhiều hơn năng lực tự vệ. Hôm nay tăng lên,
để cho Diệp Thần tâm tình thông suốt. Bây giờ, ta cần phải làm chính là mau sớm vững chắc thực lực. Sau đó, tìm được Trịnh trưởng lão, bước vào Côn Lôn hư, tiêu diệt huyết minh. Chỉ chốc lát sau, thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần trầm giọng lẩm bẩm. Chặt chặt chặt, Đồ Nhi, coi như không tệ. Không có lãng phí vậy ba giọt máu tươi, cuối cùng bước vào thần du cảnh. Đi tới luân hồi mộ địa, Diệp Thần chính là thấy Đoạn Lôi Nhân, một mặt bình tĩnh nói. Nếu không có vậy ba giọt máu tươi, chỉ sợ rằng muốn bước vào thần du cảnh, rất mệt khó khăn, lôi kiếp càng thì không cách nào chịu đựng. Một điểm này, Diệp Thần không có chối. Đột nhiên, Đoạn Lôi Nhân ngẩng đầu lên, nhìn luân hồi mộ địa bầu trời huyết long, lời nói ra kinh người nói, vậy ba giọt máu tươi chỗ tốt có thể không chỉ như vậy, người lấy là huyết long kia chỉ bất quá cường đại mấy phần. Sư phụ, có ý gì? Diệp Thần ngẩn ra. Đoạn Lôi Nhân chân khí khẽ nhúc nhích, trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đồ Nhi, người có thể biết vậy ba giọt máu tươi nhưng mà thiết thiết thực thực thần long huyết, giá trị liên thành. Máu ngươi long có vậy ba giọt máu tươi, liền có thực chất quyền lợi. Nói cách khác, người có đạp long đằng không cơ hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.